Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 25. Phi độ chiến thuyền tiến vào hoang mạc tử vong, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Cương phong kia tàn phá bừa bãi, điên cuồng nghiền ép lấy màn chắn phía trên phi độ chiến thuyền, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ. Tốc độ phi độ chiến thuyền cũng chậm đi không ít, bất chi bất giác màn đêm chậm rãi buông xuống, phía bên trong màn sáng trong suốt vô cùng, so với bên ngoài màn sáng tương phản rõ ràng. Hỏa hoàng tiền bối, còn bao lâu nữa? Tiêu Phàm nhìn hỏa hoàng hỏi. Sáng sớm ngày mai hẳn sẽ đến. Hỏa hoàng nói, nhìn Tiêu Phàm thật sâu. Hắn phát hiện khí tức Tiêu Phàm so với một tháng trước lại cường hoành hơn rất nhiều. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, xem ra hoang mạc tử vong này thật đúng là rộng lớn. Có điều ngẫm lại liền thoải mái, hoang mạc tử vong này nhìn có vẻ yên tĩnh vô cùng, nhưng mà khắp nơi đều lộ ra nguy cơ. Nếu như không phải có phi độ chiến thuyền che chở cho, những cương phong kia đã khiến đám người lãnh đủ. Nhất là khi phi độ chiến thuyền càng tiến dần vào, cương phong bên ngoài càng thêm đáng sợ, đến Tiêu Phàm cũng có cảm giác tê cả da đầu. Khó trách có người đồn, hoang mạc tử vong là cấm địa, đến cường giả chiến hoàng tiến vào cũng có khả năng có vào mà không ra, thập tử vô sinh, lại càng không cần phải nói đến cường giả chiến vương. Phi độ chiến thuyền này cũng là đồ tốt, sau này nếu có thực lực, nhất định phải làm một chiếc. Trong lòng Tiêu Phàm nghiền ngẫm, bát phẩm hồn binh phi độ chiến thuyền, không chỉ là làm công cụ thay cho đi bộ, hơn nữa còn rất có lực phòng ngự. Đương nhiên, nếu có cả lực công kích nữa thì là tốt nhất. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, với thực lực của hắn muốn có được phi độ chiến thuyền cũng rất khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người hưng phấn ngủ không yên, trừ hưng phấn ra, còn có khẩn trương và lo lắng, tiến vào hoang mạc tử vong dù là kiếm hoàng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, càng không cần phải nói bọn hắn. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên của buổi sáng nhô lên từ phía sau phi độ chiến thuyền, tốc độ phi độ chiến thuyền cũng chậm hơn rất nhiều, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, phi độ chiến thuyền rốt cục dừng lại. Đám người nhắm mắt đều nhao nhao đứng dậy đi đến bên cạnh lan can, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Từng đạo vòi rồng to lớn tàn phá bừa bãi trên không, liên thông chân trời, quay cuồng trong toàn bộ thế giới cát vàng, không có bất kỳ tung tích nào. Có điều đám người có thể khẳng định dù là tu sĩ chiến hoàng cảnh, một khi bị vòi rồng kia đánh trúng thì tuyệt đối không thoát được. Không trung mông lung, căn bản không thấy rõ, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức áp bách, khắc nghiệt. Các ngươi xem, đột nhiên, tu sĩ đầu thuyền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, rất nhiều tu sĩ nhao nhao chạy tới, bọn Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Đứng ở trước lan can từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Một tòa thành trì rộng lớn cách phi độ chiến thuyền không xa kéo dài ra tứ phương trời đất, không thể nhìn thấy điểm cuối. Thành trì to lớn với kiến trúc cổ xưa, đường đi rộng lớn giống như trường long, bây giờ đều răng đầy cát vàng, thấy không rõ diện mạo chân thực, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của nó, đủ để chứng minh nó bất phàm. Dù là đi qua bao nhiêu năm tháng, cổ thành kia vẫn kiên cố vô cùng, mặc cho cương phong tàn phá bừa bãi vẫn không hủy diệt được nó. Nếu như đổi lại là Ly Hỏa Đế Đô, đoán chừng sớm đã bị hủy diệt trong lịch sử bụi bặm, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện với thế gian. Chỉ bằng vào điểm này đủ để chứng minh tòa cổ thành này mạnh hơn rất nhiều lần so với Ly Hỏa Đế Đô. Khó trách có người nói cổ địa bí cảnh có thể là một tòa cổ đế đô, nhìn tư thế có vẻ như còn mênh mông hơn cả đế đô. Có tu sĩ lên tiếng kinh hô, khó nén vẻ rung động trong lòng. Sở dĩ xưng là bí cảnh. Là bởi vì tòa cổ đế đô này bảo tồn nguyên vẹn không chút tổn hại, bên trong khả năng cũng bảo lưu một chút truyền thừa hoàn chỉnh. Lại có người mở miệng nói, rất kích động, hận không thể lập tức nhảy ra khỏi phi độ chiến thuyền xông vào trong cổ thành càn quét. Oanh, một âm thanh vang vọng kéo tâm thần của một đám tu sĩ Đại Ly Đế Triều trở về. Phi độ chiến thuyền của Đại Long Đế Triều đã gào thét tới, dừng lại ở cách tu sĩ Đại Ly ngoài một dặm. Tất cả mọi người chú ý. Cũng đúng lúc này, hỏa hoàng nâng cao thanh âm, truyền khắp bên tai tất cả tu sĩ Đại Ly, nếu các ngươi đã đi được tới nơi này thì đã là một trong những người nổi bật của thế hệ trẻ tuổi Đại Ly, mỗi một người các ngươi đối với Đại Ly ta đều là thiên tài hiếm có. Nhưng ở chỗ này, thiên tài cũng rất dễ dàng bị diệt, ta hy vọng các ngươi nâng cao tinh thần, không được kiêu ngạo tự phụ, chống đỡ không được nhớ tùy thời lui về, không có ai giễu cợt các ngươi,
bởi vì trong cổ thành có cái gì, lão phu cũng không rõ. Các ngươi có thể yên tâm là phi đội chiến thuyền vẫn cứ ngừng ở chỗ này, đến 3 tháng sau mới rời khỏi nơi đây. Qua thời gian này mà không quay lại, tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại, các ngươi có thể đi xuống phía dưới. Nói xong lời sau cùng, phi đội chiến thuyền oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, ngay lúc đó màn sáng thu hồi, vô số cát vàng, cương phong từ 4 phương 8 hướng quét tới. Rất nhiều tu sĩ hưng phấn vô cùng, không chút do dự nhảy xuống khỏi phi đội chiến thuyền, chạy như điên về cổ thành nơi xa. Ngay lúc đó phía Đại Long Đế Triều, một đám tu sĩ cùng hồn thú cũng cực tốc phóng đi về cổ thành. Lực lượng thật bá đạo, khó trách phi đội chiến thuyền không tới gần được. Quan Tiểu Thất tóc dài loạn bay, trong lòng hơi kinh hãi, rất hiển nhiên cương phong này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Đám người không khỏi trợn mắt một cái, ngươi không phải đang nói thừa à, nếu như phi đội chiến thuyền có thể tới gần thì căn bản không tới phiên bọn hắn đến thăm dò. Tiểu Thất, Phong Lang, Tiểu Kim, các ngươi đi cùng ta. Thiên Tàn, Tiểu Minh, Ảnh Phong, Lão Nhị, các ngươi đi cùng nhau, chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Hắn sở dĩ sắp xếp như vậy cũng để đề phòng ngộ nhỡ, ai biết được một lúc nữa sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn quá nhiều người, rất dễ bị phân tán. Chủ yếu là sẽ còn có rất nhiều người âm thầm chống đối bọn hắn, Tiêu Phàm không thể không đề phòng. Được. Đám người gật đầu không chút do dự, sau đó lần lượt nhảy xuống khỏi phi đội chiến thuyền, bay đi về hướng cổ thành. Ngay từ đầu đám người còn không thèm để ý cương phong kia, chẳng qua là khi Quan Tiểu Thất kém chút bị cương phong thổi đi, thần sắc đám người mới ngưng trọng tới cực điểm, nơi này quả thực rất nguy hiểm. Đi dưới mặt đất, tận lực tránh cương phong. Thần sắc Tiêu Phàm có chút ngưng trọng, hắn đã cảm nhận được một cỗ áp lực nhàn nhạt, cái này hẳn là áp chế trước đó Hỏa Hoàng nói tới. Công tử, lực lượng ta có vẻ như bị áp chế. Phong Lang khe khẽ nói. Ở chỗ này nói chuyện, gió cát rất dễ bay vào trong miệng. Ta cũng vậy. Quan Tiểu Thất cũng kinh ngạc nói. Áp chế là chuyện rất bình thường, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm lắc đầu, theo như lời Hỏa Hoàng, loại áp chế này sẽ biến đổi theo khoảng cách tới gần cổ thành. Cách cổ thành càng gần, áp chế cũng sẽ càng lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Tiêu Phàm đại khái nhìn ra khoảng cách, bọn hắn cách cổ thành còn khoảng 300 trượng. Chính là một cây số. Đây đối bọn hắn mà nói cũng coi là thử thách cực lớn, mà cái này vẻn vẹn mới chỉ là bắt đầu, dù sao bên ngoài này đối bọn hắn mà nói vẫn chưa có quá nhiều nguy hiểm. Ngược lại là tiến vào trong cổ thành mới không thể lường nhất. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, thời gian một nén nhang, bọn Tiêu Phàm rốt cục đi tới vị trí cách cổ thành 100 trượng, bước chân mấy người cũng nặng thêm không ít, áp lực đã gia tăng gấp 10 lần ban đầu. Mỗi người bọn họ đều cảm giác mình đang cõng vác vạn quân đi hành tẩu, cực kỳ gian khổ, hai chân chui vào thật sâu bên trong cát vàng, bước đi tập tễnh. Nghỉ ngơi một chút trước đã. Tiêu Phàm lau lau mồ hôi trên trán. Hắn phát hiện, với thực lực của hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng. Tam ca cẩn thận, đột nhiên, Quan Tiểu Thất kinh hô một tiếng. Oanh, vừa dứt lời, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, trong nháy mắt rơi vào vị trí Tiêu Phàm, nhấc lên cát vàng đầy trời. Phong bạo to lớn quét sạch 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm vào trong đó. Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cùng Phong Lang 3 người cũng bị khí thế thổi bay. Một tiếng nổ vang này, trong nháy mắt thu hút không ít tu sĩ nơi xa, không ít người nhao nhao ném tới ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy trên không trung, 3 con phi cầm cực đại mở cánh ra. Đó là 3 con thất giai hồn thú, một liệt thiên nha, một phi thiên loan, một thiết vũ hỏa điêu. Trên lưng tam đại hồn thú có 3 bóng người đang ngồi, cười lạnh nhìn chằm chằm bụi bặm phía dưới. Đại Long Tam Tử, có người trong nháy mắt nhận ra lai lịch 3 bóng người kia, chính là Tam Tử còn sống trong Đại Long Bát Tử trước đó. Phi phi, Quan Tiểu Thất từ cát vàng bên trong sông ra, sắc mặt khó coi vô cùng, toàn thân đâu đâu cũng là cát vàng. Một phía khác, Phong Lang và Tiểu Kim cũng từ trong cát vàng xông ra, phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy đạo thân ảnh trên không trung, thiếu chút nữa thì xông lên. Đây chính là kết cục của việc đối địch cùng Đại Long Bát Tử ta. Đệ nhất tử lạnh lùng phun ra một câu,
thấy Tiêu Phàm thật lâu không đi ra từ trong cát vàng, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn thấy Tiêu Phàm đã chết, dù sao vừa rồi là một kích mà tam tử bọn hắn cùng ba con thất giai hồn thú hợp lực, hơn nữa còn là đánh lén. Dù là thực lực bọn hắn bị áp chế một nửa, nhưng Tiêu Phàm cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, nếu như vậy cũng không chết thì thật không còn thiên lý nữa. Đi thôi, đây là kẻ thứ nhất, còn hai người nữa. Nhị tử lạnh giọng nói, con người lạnh lẽo bỗng nhiên nhìn về phía bàn tử cách đó không xa. Về phần bốn người quan tiểu thất, tiểu kim, phong lăng cùng tử điện điêu, hắn không thèm liếc nhìn một cái. Muốn đi, quan tiểu thất sát khí nặng nề, lắc mình một cái liền rơi vào trên lưng tử điện điêu, trong tay nắm lấy thất phẩm liệt nhật cung, ba trường tiễn đặt lên dây, trong nháy mắt lập tức kéo căng. Hiu hiu hiu, ba mũi tên nhanh như chớp phá không bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, lúc cách đại long tam tử mấy trượng, ba mũi tên đột nhiên tách ra, xông thẳng đến đại long tam tử. Giờ phút này Tiêu Phàm sinh tử chưa biết, quan tiểu thất lửa giận xen lẫn, nào quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn diệt ba người này. Tự tìm cái chết, đại long tam tử gầm thét một tiếng, khống chế ba con phi cầm cấp tốc né tránh, tránh thoát công kích của ba mũi tên. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế. Chúng ta còn không tìm ngươi gây phiền phức, một hoàng mao tiểu tử như ngươi cũng dám chủ động ra tay với chúng ta, ngươi cho rằng ngươi còn mạnh hơn Tiêu Phàm sao? Ba người khống chế ba con hồn thú đáp xuống, tốc độ nhanh như điện, dù là bị áp chế, thực lực bọn hắn cũng vượt xa so với chiến vương đỉnh phong. Các ngươi mới là tìm chết. Cũng đúng lúc này, trong phiến cát vàng kia, bỗng truyền đến một đạo thanh âm lạnh lẽo. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy một vệt sáng từ trong cát vàng xông ra, tốc độ nhanh như sét, không thể tưởng tượng. Đây là, đám người muốn bắt lấy hình dạng của Lưu Quang kia, lại phát hiện ra căn bản không mảy may thấy rõ, Lưu Quang chính là Lưu Quang. Có điều, thanh âm kia lại khiến trong lòng tất cả mọi người run lên, bởi vì thanh âm này quá quen thuộc, ngoài Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Phốc, trong hư không huyết vũ huy sái, cự ly gần Lưu Quang nhất. Tam tử liệt thiên nha phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết rơi xuống mặt đất. Hơn nữa, đây vẻn vẹn mới là bắt đầu, tam tử trên lưng liệt thiên nha cảm giác toàn thân phát lạnh, giống như bị một đầu độc xà tiếp cận, nổi ra gà lan khắp toàn thân. Trốn, đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng tam tử. Nhưng chân hắn vừa mới bước một bước, một cỗ đau đớn xuyên tim từ ngực truyền đến, tam tử cúi đầu nhìn. Trên ngực hắn ngực có một cái lỗ hổng nhỏ xuyên qua trước sau thân thể to bằng nắm đấm, một cỗ cảm giác mát hiu hiu lan khắp toàn thân. Lục phủ ngũ tạng tất cả đều vỡ vụn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, ngay sau đó, thất khiếu tam tử bắt đầu đổ máu. Người đầu tiên, một âm thanh nhàn nhạt từ phía sau tam tử vang lên. Tam tử toàn thân run một cái, chậm rãi quay đầu nhìn về sau lưng, lại là nhìn thấy một khuôn mặt mang theo nụ cười. Làm sao có thể, người không chết ư? Đệ tam tử kinh hoàng thốt ra một câu, máu tươi trong miệng cuồng phún, thân thể mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Rất hiển nhiên, người đứng ở sau lưng tam tử chính là Tiêu Phàm, trước khi bị bọn hắn đánh lén, quan tiểu thất nhìn thấy, Tiêu Phàm đã dùng hồn lực cảm ứng được. Từ thời khắc rời khỏi phi độ chiến thuyền kia trở đi, hồn lực Tiêu Phàm liền buông ra, để phòng quan sát tứ phương. Lúc đại long tam tử đánh lén hắn, Tiêu Phàm trước tiên chân đạp phiêu miểu thần tung bộ di chuyển đến hơn 6-7 trượng, tránh thoát một kích tất sát. So tốc độ với hắn, dù là chiến hoàng trung kỳ cũng không so được. Hiện tại trong đám người, phương diện tốc độ nhanh hơn so với Tiêu Phàm hắn cũng chỉ có Bắc Thần Phong mà thôi, hơn nữa cho dù nhanh nhưng cũng có giới hạn. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là những người khác không bằng hắn, mà là hắn cũng không được chứng kiến thực lực chân chính của bọn họ, tỉ như Nam Cung Thiên Giật. Hay như Y Phi Mạch. Tiêu U Pha Ưm nhất tử từng chữ gào thét ra, bây giờ Tiêu Phàm lại ngay trước mặt bọn hắn giết tam tử, khiến hắn lại liên tưởng đến một màn một tháng trước Bắc Thần Phong chém giết đại long tam tử. Đồng thời, nhị tử cũng sát khí bạo phát, chân đạp phi thiên loan nhào về phía Tiêu Phàm. Tiểu Kim, Tiêu Phàm tiện tay hất lên, một khỏa tinh thể màu đen từ trong tay Tiêu Phàm bay ra. Tiểu Kim nhảy lên thật cao một ngụm nuốt tinh thể màu đen kia vào trong bụng. Như nhai đường đậu, trong miệng phát ra thanh âm cọt kẹt. Giết, một cử động kia đã hoàn toàn chọc giận nhất tử, cái tinh thể màu đen kia chính là hồn tinh của thất giai hồn thú liệt thiên nha vừa rồi bị Tiêu Phàm giết chết.
Liệt Thiên Nha bị Tiêu Phàm chém giết cũng thôi, vậy mà hồn tinh cũng rơi vào trong tay hắn, điều này khiến Nhất Tử làm sao bình tĩnh. Hơn nữa, hồn tinh Liệt Thiên Nha trong tay Tiêu Phàm, vậy còn hồn giới Tam Tử đâu? Đối thủ của ngươi là chúng ta. Quan Tiểu Thất tà tà cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm không sao, lệ khí trong lòng hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, trong tay Liệt Nhật Cung ánh sáng đại thịnh, mũi tên từng cây xông thẳng chân trời. Cùng lúc đó, Phong Lăng ngăn Nhị Tử lại, lần trước Tiêu Phàm cho hắn phệ hồn đế điển, qua một tháng tu luyện đã có một chút thu hoạch, hôm nay vừa vặn mượn Đại Long Nhị Tử thử một chút. Trận chiến lần trước còn chưa có kết thúc, hôm nay tiếp tục. Tiêu Phàm tùy tiện cười một tiếng nắm tu la kiếm trong tay, khí thế sát phạt đáng sợ từ trên người hắn tản ra, hồn lực khí lãng quay cuồng, cát vàng mạn thiên phi vũ, đâm vào khiến người ta không mở được hai mắt. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã động sát cơ, lần trước Nhất Tử được Long Tiêu cứu, Tiêu Phàm cũng không đuổi tận giết tuyệt, hôm nay hắn lại còn dám đánh lén mình. Nếu như lần này để hắn yên, khẳng định còn có lần sau, thực lực Nhất Tử này không yếu. Không phải loại chỉ biết khua môi múa mép. Tiêu Phàm không muốn phía sau một mực bị một con độc xà nhìn chằm chằm, ai biết con độc xà này có thể đột nhiên nhô ra cắn hắn một cái hay không. Nhất là khi hắn cùng địch nhân khác chiến đấu, nếu như Nhất Tử chặn ngang một cước, đối Tiêu Phàm mà nói tuyệt đối là chí mạng. Ai sợ ai, lần trước ngươi vận khí tốt, không chết ở dưới kiếm ta, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Mặc dù nhớ tới khí tức lúc đầu trên người Tiêu Phàm bộc phát, trong lòng Nhất Tử vẫn có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn cho rằng lần trước chỉ là bởi vì Tiêu Phàm nổi giận, tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu. Loại trạng thái kia có thể không phải lúc nào cũng có thể tiến vào, chiến hoàng cảnh sơ kỳ Tiêu Phàm, hắn căn bản không cần e ngại. Vậy sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lần trước hắn quả thực là vận khí tốt, nhưng mà hôm nay không phải là một tháng trước. Thực lực hắn một tháng trước cũng không thể so sánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhất Tử nói Tiêu Phàm lần trước chỉ là may mắn thắng hắn, nói vậy cũng không hoàn toàn sai, dù sao lúc ấy sát khí nồng đậm, bộc phát khí thế quả thực không phải thực lực chân chính của hắn. Nhưng có thời điểm vận khí cũng là một phần thực lực. Nhất Tử rát vàng lên mặt bản thân, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, dù sao ở trong mắt Tiêu Phàm, Nhất Tử hẳn sẽ phải chết. Hai đạo thân ảnh tựa như tia chớp va chạm kịch liệt trên không. Thiết Phú Hỏa Điêu dưới chân Nhất Tử thỉnh thoảng phun ra từng đạo hỏa diễm, khiến Tiêu Phàm cực kỳ khó giải quyết. Giờ phút này hắn đối mặt không chỉ là một chiến hoàng cảnh Nhất Tử, mà là hai chiến hoàng cảnh, hơn nữa thực lực Thiết Phú Hỏa Điêu kia cũng không kém Nhất Tử. Giống, Tiểu Kim gầm thét, thiếu chút nữa thì muốn phóng lên trời, nhưng lại bị lời của Tiêu Phàm ngăn cản, Tiểu Kim. Giết hai xúc sinh thôi, không cần ngươi xuất thủ. Tiểu Kim cũng có biết về thực lực Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng nó vẫn lựa chọn tin tưởng lời Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có tự tin này, khẳng định cũng có thực lực này. Hỏa Vũ Toàn Phong, nghe thấy Tiêu Phàm gọi hắn là xúc sinh, Nhất Tử lập tức nhe răng trợn mắt. Một đạo huyết sắc ánh lửa lóe lên, hóa thành một vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, mang theo một cỗ lực thiêu đốt đáng sợ. Xa xa nhìn lại, hỏa diễm vòng xoáy kia như là từng đầu kim ô xoay quanh mà thành, mang theo sát thế đáng sợ, hình thành một vòng xoáy thông đạo. Phong ý, sát ý, hỏa diễm kiếm ý. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, hỏa diễm gió lốc cực kỳ đáng sợ, vậy mà ẩn chứa ba loại lực lượng ý cảnh. Uy lực một kiếm này dù là bị áp chế thì chiến hoàng trung kỳ đoán chừng cũng không dám đối kháng. Cả hai chênh lệch một tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không kiên trì xông lên, hắn mặc dù là thiên tài có thể vượt giai chiến đấu, nhưng Nhất Tử cũng không phải hạng người bình thường. Đối mặt với chiến hoàng trung kỳ thông thường, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi, nhưng mà chính diện giao phong cùng Nhất Tử, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Vô tận chi kiếm. Một đạo kiếm mang kim sắc từ vị trí Tiêu Phàm phát ra. Vô tận chi kiếm bây giờ cũng đạt tới uy lực thất phẩm chiến kỹ. Hơn nữa ẩn chứa khoái mạn chi ý và hủy diệt chi ý. Tiêu Phàm tự tin, một kiếm này mặc dù không thể làm Nhất Tử trọng thương, nhưng ngăn cản hắn hẳn không thành vấn đề. Vòng xoáy hỏa diễm như là một mãnh thú hồng hoang miệng rộng, một ngụm nuốt vào kiếm mang kim sắc, huyết sắc cùng kiếm khí màu vàng óng tàn phá bừa bãi, giao sát trên không. Không trung truyền đến từng đợt thanh âm chạm kiếm,
cực kỳ chói tai. Cũng đúng lúc này, Nhất Tử nhếch miệng lên cười tà, con người đen kịt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Chỉ thấy Thiết Vũ Hỏa Điêu bỗng phun ra một hỏa diễm cầu to lớn, như là thiên thạch rơi, mang theo một cỗ uy áp ngập trời đập về Tiêu Phàm. Phốc, Tiêu Phàm liên tục phun ra mấy kiếm, từng đạo quang mang bạch sắc lấp lóe, viên hỏa diễm cầu kia chia thành mấy mảnh, tất cả đều rơi đập trên cát vàng. Ầm ầm, đại địa mãnh liệt run rẩy, trên cát vàng bốc cháy lên hỏa diễm cuồn cuộn, lốp bốp rung động. Giết hắn! Nụ cười trên mặt Nhất Tử cứng đờ, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể liên tục phun ra vài kiếm, hóa giải công kích của Thiết Vũ Hỏa Điêu. Nghe được lời Nhất Tử, Thiết Vũ Hỏa Điêu đảo ngược hướng phóng tới Tiêu Phàm, cùng với Nhất Tử vây Tiêu Phàm vào giữa. Hồng Trần thiếu, trong lòng Tiêu Phàm khẽ hô, ở chỗ này lăng không phi hành, đối với hồn lực hắn tiêu hao rất lớn, nhất định phải giải quyết hồn thú Thiết Vũ Hỏa Điêu này trước đã. Bằng không một lúc nữa sẽ rất phiền phức, dù sao Thiết Vũ Hỏa Điêu có thể ngự không phi hành. Bang bang, quang mang ngân sắc từ trong hư không toát ra đến trên người Thiết Vũ Hỏa Điêu vậy mà phát ra từng đợt âm thanh kim loại va chạm bén nhọn, đốm lửa bắn tứ tung. Ánh mắt Tiêu Phàm trì trệ, lộ ra vẻ không thể tin được, Thiết Vũ Hỏa Điêu này phòng ngự vậy mà thật đáng sợ, đến thất phẩm chiến kỹ cũng không công phá được phòng ngự của nó. Ha ha, Tiêu Phàm, phòng ngự của Thiết Vũ Hỏa Điêu xếp thứ nhất thứ hai trong thất giai hồn thú, chỉ bằng ngươi cũng đòi phá được, đúng thực sự là nằm mơ. Nhất Tử lập tức cười lên ha hả, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Ta phá cho ngươi xem. Con người Tiêu Phàm vô cùng lạnh lùng, mặc cho Nhất Tử đánh tới hắn, Tiêu Phàm đột nhiên sát ý mãnh liệt, khí thế sát phạt tỏa ra phủ trời che đất quét sạch trời cao. Ngay sau đó, khí thế cả người Tiêu Phàm biến đổi, hắn giống như một tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, phong mang khó mà che giấu. Vô tình nhất kích, Tiêu Phàm cùng Tu La kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo bạch sắc chớp lóe, Tiêu Phàm lúc này chính là một thanh kiếm. Thiết Vũ Hỏa Điêu thấy thế, con người khẽ run lên, hai cánh khổng lồ giống như hai thanh thiên đao từ trên cao chém xuống, cương phong vừa tới gần lại bị cánh của nó phân thành hai mảnh, có thể thấy đôi cánh này thật đáng sợ. Cho dù không phải hồn binh nhưng mà trình độ cứng cáp tuyệt đối không thua thất phẩm hồn binh. Phốc phốc, chỉ là hai thanh thiên đao này trước mặt tuyệt thế thần kiếm Tiêu Phàm lại không là gì, bạch sắc chớp lóe kia trực tiếp xuyên thủng hai thanh thiên đao. Không trung huyết vũ bắn ra, nhưng tốc độ bạch sắc chớp lóe không giảm, vọt thẳng tới cằm của Thiết Vũ Hỏa Điêu. Cứu, Thiết Vũ Hỏa Điêu hét thảm một tiếng, bạch sắc chớp lóe theo đỉnh đầu nó xông ra, xuất hiện một bóng người đứng sừng sững trên không. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Tử phía đối diện. Thiết Vũ Hỏa Điêu giãy giụa mấy lần, về sau rốt cuộc không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, rơi xuống mặt đất. Tiểu Kim, Tiêu Phàm lại ném ra hồn tinh máu me đầm đìa trong tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, đây chính là như lời ngươi nói không phá nổi phòng ngự của nó. Còn cảm tạ ngươi, giúp ta đưa tới một viên hồn tinh thất phẩm. Ngươi, Nhất Tử tức giận sắc mặt tái nhợt. Quả thực là một câu đều nghẹn nói không ra. Nếu như trước đó Tiêu Phàm chỉ là vận khí tốt mới thắng hắn, vậy hiện tại thế nào? Nhất Tử rất rõ ràng, với thực lực của hắn không thể một kích tất sát Thiết Vũ Hỏa Điêu. Thiết Vũ Hỏa Điêu tự thân là hồn thú thất giai trung kỳ không nói, lực phòng ngự của nó càng làm cho người sợ hãi. Dù là cường giả chiến hoàng cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể một kiếm phá được phòng ngự, nhưng mà Tiêu Phàm làm được. Dù là nơi này thực lực bị áp chế, Tiêu Phàm không phải cũng bị áp chế sao? Lần sau lại lấy mạng ngươi, lão nhị, chúng ta đi. Nhất Tử hất áo bào lên, quay người chuẩn bị bay về nơi xa. À, đúng lúc này, nhị tử nơi xa phát ra một tiếng gào thét thê lương, một cánh tay bị một mũi tên xuyên thủng, máu tươi ròng ròng. Ngay lúc đó, Phong Lang tại hư không xẹt qua một nụ cười quỷ dị, đột nhiên xuất hiện ở phía sau nhị tử. Phốc một tiếng, hai tay Phong Lang hóa thành thí huyết chảo, chọc vào phía sau lưng hồn thú nhị tử. Chỉ thấy trên mặt Phong Lang lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay dùng sức kéo một cái, thân thể hồn thú trực tiếp bị hai tay Phong Lang xé rách ra, lục phủ ngũ tạng rơi đầy trên đất, máu tươi bị cương phong thổi bay. Thủ đoạn đơn giản, thô bạo, huyết tinh, dã tính của Phong Lang dường như hoàn toàn bạo phát, năm đó ở sinh tử đấu trường. Người chết ở trên tay hắn cơ hồ toàn bộ đều bị hắn phân thây. Từ sau khi đi theo Tiêu Phàm, Phong Lang chưa từng dữ tợn giết người thế này. Thấy cảnh này,
Tu sĩ nơi xa không khỏi hít một hơi lạnh, thủ pháp giết người này của Phong Lang quá là đáng sợ. Tiêu Phàm tựa như căn bản không nhìn thấy, xoay đầu, nhìn Nhất Tử phía đối diện toàn thân run rẩy dữ dội, nói, không lấy tính mạng của ta nữa à? Đầu Tiêu Mỗ ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy. Khóe miệng Nhất Tử giật một cái, lấy mạng Tiêu Phàm, nếu như có thể hắn còn do dự sao? Nói ra lời này, hắn chỉ là hạ bản thân một bậc mà thôi. Không chạy sao, xem ra người cũng tự biết mình, nếu không chạy, vậy thì chết đi. Dù sao hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn cũng không định cứ như vậy buông tha Nhất Tử. Gạch nối, ai cũng không cứu được ngươi. Lời nói bá đạo từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, khí thế sát phạt ngập trời bắt đầu tràn ngập, không khí cả vùng không gian đều giống như bị rút sạch. Nơi này mặc dù có một loại lực lượng quỷ dị áp chế tu vi đám người, nhưng mà Tiêu Phàm bộc phát khí thế căn bản không giống bộ dáng bị áp chế. Giết, lạnh lẽo thốt ra một câu, Tiêu Phàm một kiếm đánh tới Nhất Tử, không có bất kỳ chiến kỹ gì, chỉ là một kiếm rất bình thản nhưng mà một kiếm này lại ẩn chứa hủy diệt chi ý. Nhất Tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm, có thể một kích giết thất giai trung kỳ Thiết Vũ Hỏa Điêu, thực lực hắn thực đáng sợ. Điều động hồn lực toàn thân, Nhất Tử cũng một kiếm chạm lên. Bang, kiếm cương hung mãnh đánh vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang trầm, kiếm khí phong bạo tàn phá bốn phía. Bình thường ai dám ở chỗ này giao thủ, cũng chỉ có thực lực như Tiêu Phàm cùng Nhất Tử mới có thể không nhìn lực lượng áp chế nơi này. Có điều, tu sĩ Đại Ly Đế Triều cũng hiểu rõ một việc, nơi này cố nhiên có thể áp chế tu vi một người, nhưng mà cảnh giới càng cao, bị áp chế càng mạnh. Hỏa Hoàng chỉ có thể đi đến vị trí cách cổ thành trăm trượng, Tiêu Phàm so với Hỏa Hoàng lại không bị áp chế đáng sợ như vậy. Khó trách quyết định cuối cùng của Đại Ly cùng Đại Long là để người chiến hồn học viện tiến vào cổ thành thăm dò, việc này cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì tu sĩ chiến hồn học viện cơ hồ tất cả mọi người là tu vi chiến hoàng trung kỳ hoặc thấp hơn, cho dù bị áp chế cũng sẽ không kém gì chiến vương. Liền tựa như Tiêu Phàm và Nhất Tử. Thực lực hai người mặc dù có chút áp chế, nhưng vẫn nắm giữ thực lực chiến hoàng cảnh. Đương nhiên, hiện tại chỉ là cách cổ thành trăm trượng mà thôi, nếu như tiếp tục tới gần, khẳng định bị áp chế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đám người chỉ thấy hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm trên không, tốc độ cực nhanh, giống như hai tia chớp đụng vào nhau. Oanh, cuối cùng, trường kiếm hai người giằng co tại một chỗ, một đạo phong nhận từ chỗ giao hai kiếm dập dần ra. Dường như xé rách hư không. Trên mặt đất cát vàng bị phong nhận mở ra, biến thành một khe rãnh lớn, có điều vẻn vẹn sau một khắc, khe rãnh lại bị cát vàng đổ vào. Cũng chỉ vậy thôi. Nhất Tử nhe răng cười một tiếng, trên trăm chiêu vừa rồi, Nhất Tử tự nhận là đã thăm dò ra ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Chỉ là sau một khắc, con người hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên phóng từng đạo kiếm khí huyết sắc. Đó là sát ý thực chất hóa. Nhất Tử không lập tức nhanh chóng lùi lại, dù vậy áo bào hắn cũng bị kiếm khí huyết sắc xé rách, máu tươi chảy ra. Thật mạnh, sát ý của Tiêu Phàm thật đáng sợ, vẻn vẹn sát ý lại có thể tạo nên uy hiếp đối với Nhất Tử. Nói ngươi là một đống phân cũng là coi trọng ngươi, Đại Long Bát Tử, đúng thực sự là một nhóm bỏ đi. Tiêu Phàm không truy kích, chỉ là đạm mạc nói một câu, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Thần sắc kia tựa như tiếp tục xuất thủ thì sẽ bẩn tay hắn. Sắc mặt Nhất Tử tái nhợt, lần tới Đại Ly này khiến hắn mất hết mặt mũi. Vốn cho là đánh lén có thể giết chết Tiêu Phàm, nào nghĩ đến Tiêu Phàm lại đáng sợ như vậy. Không thể nào, một tháng trước thực lực ngươi không có mạnh như vậy. Sắc mặt Nhất Tử âm trầm vô cùng, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Vừa rồi hắn còn đắc ý vô cùng, nào nghĩ đến Tiêu Phàm trong nháy mắt liền chiếm thượng phong. Khiến hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Bởi vì ta đột phá. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lần nữa lóe ra, giải lụa màu đỏ trong tay hắn nở rộ, một cỗ tiêu sát, hàn ý lạnh lẽo từ trên người hắn khuấy động mở ra. Trường hồng lạc nhật, Nhất Tử lạnh lùng quát, trường kiếm vung ra, huyết sắc hỏa diễm nở rộ tại hư không, hiện lên hình nửa vòng tròn tựa như thái dương hoạt động theo quỹ tích. Góc độ cực kỳ cực đoan. Nhưng mà công kích này lại khiến Tiêu Phàm suýt chút chịu thiệt thòi. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ tránh thoát một kiếp, toàn thân hắn âm thầm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm,
lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân. Ân, nhìn thấy biến hóa trên người Tiêu Phàm, sắc mặt Nhất Tử hơi trầm xuống một cái, bởi vì hắn cảm giác khí thế Tiêu Phàm lúc này so với vừa rồi còn cường đại gấp 2-3 lần. Oanh, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người Nhất Tử nở rộ ra, chỉ thấy đỉnh đầu hắn lơ lửng một chuôi trường kiếm hỏa diễm to lớn, trường kiếm quỷ dị chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất hiện lên bạch sắc, đoạn thứ hai hiện lên hắc sắc, đoạn thứ ba hiện lên huyết sắc, trên mỗi một đoạn phát ra khí tức đều không giống nhau. Bát phẩm chiến hồn, tam kiếp kiếm, con người Tiêu Phàm khẽ run lên. Tam kiếp kiếm, hắn từng thấy qua trên thư tịch, chính là tồn tại bát phẩm chiến hồn cực kỳ cường đại, mỗi một kiếp đều ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị. Từ lúc bắt đầu thức tỉnh chiến hồn, tam kiếp kiếm chính là phong ấn, mỗi lần mở ra một đoạn, uy lực gia tăng mấy lần, hơn nữa tam kiếp kiếm còn ẩn chứa thuộc tính hỏa diễm. Ở một phương diện khác, chiến hồn tam kiếp kiếm không kém gì cửu phẩm chiến hồn, thậm chí so với một vài cửu phẩm chiến hồn còn cường đại hơn. Vốn chỉ muốn cản trở ngươi một chút, hiện tại xem ra liền phải giết ngươi, có thể bức ta thi triển toàn lực, ngươi chết cũng đáng. Tam kiếp kiếm vừa ra, Nhất Tử lại khôi phục tự tin thường ngày, tựa như đứng ở chỗ cao quan sát Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, tam kiếp kiếm trên đỉnh đầu Nhất Tử đột nhiên rung rung, đoạn bạch sắc kiếm thứ nhất quang mang đại thịnh, vô số kiếm khí màu trắng gào thét ra, một cỗ khí khắc nghiệt dập dờn hiển hiện. Ngay sau đó, tất cả kiếm khí màu trắng ngưng tụ thành một chuôi hồn lực chi kiếm màu trắng lớn, dài đến mấy chục trượng, một cỗ uy áp quét sạch giữa thiên địa. Đám người nơi xa nhìn thấy hồn kiếm bạch sắc, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, dù là cách mấy trăm trượng cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí hủy diệt bá đạo. Nhất kiếp sát, theo tiếng hét phẫn nộ của Nhất Tử, kiếm cương bạch sắc từ trên trời giáng xuống, bầu trời đều bị xé rách, một cỗ khí tức áp bách xông thẳng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng Tu La Tam kiếm đệ nhị kiếm, hắn cảm giác giờ phút này Nhất Tử so sánh vừa rồi, khí tức cường đại gấp hơn 3 lần, thậm chí thiếu chút nữa thì đột phá cỗ lực lượng áp chế kia. Quả nhiên không hổ là Tam kiếp kiếm, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thi triển chiến hồn lực lượng vậy mà khiến thực lực Nhất Tử đạt tới chiến hoàng trung kỳ đỉnh phong. Có điều Tiêu Phàm cũng không có mảy may e ngại, càng không có nửa điểm khiếp sợ, bước chân vừa nhảy, Tu La kiếm tản ra từng tia huyết quang, khí thế giết chóc đáng sợ phóng lên tận trời. Một đạo đồ lục kiếm khí hình dạng xoắn ốc nghịch thiên mà lên, trực tiếp đón lấy đạo kiếm bạch sắc kia. Một kiếm này, không gian phảng phất tựa như bắt đầu vặn vẹo. Khí thế một kiếm này đến chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng phải sợ hãi. Quang mang yêu diễm kia che lấp tất cả bạch sắc quang mang, sát ý khắc nghiệt kia khiến cho trời đất phải run rẩy. Đồ lục, oanh long long, hai đạo kiếm va chạm kịch liệt tại hư không, nhất kiếp sát cùng đồ lục đều bộc phát ra uy áp thất phẩm chiến kỹ mới có, cực kỳ đáng sợ. Không gian vặn vẹo, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền ra. Giữa Tiêu Phàm cùng đệ Nhất Tử có một vòng xoáy kiếm khí lớn hình thành, tràn ngập về tứ phương trời đất. Cát vàng bị quấy đến quay cuồng, nổi lên một trận vòi rồng, đám người cách quan tiểu thất gần nhất nhao nhao rút lui. Dưới tam kiếp kiếm, cho dù đại đế tử cũng phải tránh lui 3 phần, Tiêu Phàm ngươi chỉ là chiến hoàng sơ kỳ, nhất định chết không toàn thây. Nhị tử nơi xa khóe miệng dương lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn máu me khắp người. Phi Thiên Loan cũng rách nát tả tơi, cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở, bị quan tiểu thất cùng Phong Lang vây giết, hắn căn bản không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn phía trên không trung, muốn chờ đợi một cái kết quả. Oanh, trên không trung, kiếm hà bạch sắc cùng kiếm cương huyết sắc xoắn ốc nổ tung lên, hai người Tiêu Phàm cùng Nhất Tử bị một cỗ đại lực chấn bay, miệng hai người thổ huyết không ngừng. Làm sao có thể? Người vậy mà đỡ được một kiếm của ta. Sắc mặt Nhất Tử cứng ngắc, tam kiếp kiếm uy lực vô tận, với một kiếm này, trước kia mọi việc đều thuận lợi, dù là Long Tiêu cũng không dám cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng mà Tiêu Phàm chỉ là một chiến hoàng cảnh sơ kỳ vậy mà ngăn được một kiếm này, vẻn vẹn chỉ hơi chịu một chút phản vệ mà thôi. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm có vẻ như đến chiến hồn còn chưa thi triển ra, vẻn vẹn dựa vào một kiếm vô cùng đáng sợ. Tựa như muốn chấn áp tam kiếp kiếm của hắn. Không chỉ trong lòng Nhất Tử không được bình tĩnh, trong lòng Tiêu Phàm cũng vậy, xuất Tu La tam kiếm đệ nhị kiếm đồ lục, hắn cũng là mọi việc đều thuận lợi,
ở chiến vương cảnh đã từng giết được chiến hoàng cảnh trung kỳ Tần Đao. Nhưng mà hôm nay, vậy mà suýt chút không ngăn trở được một kích của Nhất Tử. Chiến hồn tam kiếp kiếm quả nhiên đáng sợ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, Nhất Tử đã cường đại như thế, Đại Long Đại Đế Tử Long Tiêu kia sẽ còn thế nào? Còn có Tiêu U cùng Long Thần kia, đoán chừng cũng không yếu. Tương tự, thực lực Nam Cung Thiên Giật khẳng định cũng chắc chắn mạnh hơn, dù sao Nam Cung Thiên Giật là nhân vật đến Long Tiêu còn phải kiêng kỵ. Khó trách Bàn Tử nói nhất định phải cẩn thận Nam Cung Thiên Giật, trước đó Tiêu Phàm còn không tin, nhưng mà hiện tại, hắn tin. Đây mới là kiếm đầu tiên mà thôi, uy lực kiếm thứ hai lại tăng gấp 10 lần, ta xem ngươi đón như thế nào. Thấy Tiêu Phàm không để ý tới bản thân, Nhất Tử giận tím mặt. Tam kiếp kiếm lần nữa rung động, kiếm thứ hai hắc hiện lên từng đạo quang mang hắc sắc, sau đó dập dờn về tứ phương trời đất, chậm rãi ngưng tụ thành một kiếm võng lớn cực đại. Kiếm võng màu đen to lớn lơ lửng, có vô số tiểu kiếm hắc sắc xuyên toa, sắc bén đến cực điểm, dường như có thể chém giết tất cả. Nhị kiếp sát, chẳng ai ngờ rằng, nhị kiếp sát không phải một thanh kiếm, mà là một kiếm võng to lớn, một võng kiếm khí phủ trời che đất, một khi túm lại, đoán chừng chiến hoàng hậu kỳ cũng cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, đây là thực lực Nhất Tử bị áp chế mà thôi, bằng không mà nói, sẽ càng đáng sợ hơn. Cút, mắt thấy kiếm võng đen kịt giống như màn trời to lớn từ trên trời giáng xuống, Tiêu Phàm bước chân vừa nhảy, hồn lực toàn thân tràn đầy không thôi, giống như sông lớn cuồn cuộn. Kiếm khí đáng sợ rung động chung quanh Tu La kiếm, hư không cũng bắt đầu rung rung mãnh liệt. Đây là, đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, những tu sĩ coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, tất cả đều mắt trợn tròn, bởi vì Tiêu Phàm chỉ tản ra khí thế. Kiếm võng màu đen to lớn kia vậy mà rung động một cái. Làm sao có thể, con ngươi Nhị Tử hơi hơi co rụt lại, vừa rồi Tiêu Phàm may mắn sống sót dưới nhất kiếp sát, hắn đã vô cùng ngoài dự liệu, bây giờ lại có thực lực đối kháng nhị kiếp sát. Trốn, Nhị Tử không chút do dự, chân như bôi dầu lao nhanh về vị trí tu sĩ Đại Ly nơi xa. Muốn trốn, tàn diễm, cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung nổi lên trên đỉnh đầu quan tiểu thất. Điều động hồn lực toàn thân, kéo căng liệt nhật cung, ba mũi tên bám vào hướng về phía Nhị Tử bỏ chạy. Siêu một tiếng, ba mũi tên bắn ra, mũi tên bốc cháy như hỏa diễm, xích hồng vô tận, trong nháy mắt ba mũi tên đã đi tới trước người Nhị Tử. Phốc phốc, dưới chân hắn phi thiên loan vốn đã tàn phế trực tiếp rớt xuống hư không, lại bị hù chết một phen. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đây chính là thất phẩm hồn thú phi thiên loan. Lại bị dọa sợ mất mật. Đệ Nhị Tử cũng chẳng tốt đẹp gì, một tiễn bắn trúng đùi hắn, một tiễn bắn trúng cánh tay phải hắn, một tiễn chí mạng nhất, bắn trúng sau tim hắn. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim phản ứng cực nhanh, xé đầu phi thiên loan ra, lấy ra một hồn tinh bạch sắc, trực tiếp nuốt vào. Đám người khóe miệng giật một cái, không ít người hận không thể lập tức làm thịt Tiểu Kim, gia hỏa này lần này nuốt được ba viên hồn tinh thất phẩm, lại không gặp chướng ngại nào. Tất cả những thứ này cơ hồ phát sinh trong nháy mắt, ánh mắt đám người sau đó lần nữa chuyển hướng sang Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm trở tay dẫn theo trường kiếm, đạp không mà lên, đối mặt kiếm võng to lớn kia, hắn chẳng những không e ngại, ngược lại vượt khó tiến lên. Nếu là người bình thường, mọi người có lẽ tưởng là tự tìm cái chết, nhưng Tiêu Phàm, tu sĩ Đại Ly Đế Triều sớm quen thói ngang ngược càn rỡ của hắn. Vừa hay thử một lần uy lực ngũ thức. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng quắc, mắt thấy sắp đụng vào kiếm võng to lớn kia, trong lòng hắn càng thêm lạnh lẽo. Xem ngươi có chết không? Nhất Tử nhe răng cười một tiếng, con ngươi mang theo hàn ý diệt sát, giống như một hung thú dữ tợn. Tàn dương huyết, Tiêu Phàm nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Tu La kiếm trong tay nhấc lên, vẽ một vòng tròn trước người, một đạo phù quang huyết sắc xuất hiện, chậm rãi khuếch tán thành một vòng tà dương đỏ tươi như máu, yêu diễm đến cực điểm. Một cỗ sát ý, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý đáng sợ dung nhập trong đó, bên trong tà dương có đường vân du động mà mắt thường bắt không được, đó là khí tức hồn văn đặc thù. Chỉ bằng một kiếm này của ngươi, cũng, trong mắt Nhất Tử đều là vẻ khinh thường, chỉ là nói còn chưa dứt lời, con ngươi hắn lập tức teo lại mãnh liệt. Phốc phốc phốc, kiếm võng to lớn lại bị cái kiếm khí tà dương đỏ tươi kia xé rách. Kiếm võng to lớn tất nhiên đáng sợ. Nhưng tà dương kiếm khí càng sắc bén vô cùng. Đáng tiếc,
đây vẫn chưa phải điểm dừng mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, một vòng tà dương kia tiếp tục khuếch tán, trực tiếp bao phủ nhất tử ở bên trong. A à, một tiếng kêu to truyền ra, mang theo lệ khí ngập trời, nghe được thanh âm này, đám người toàn thân run lên. Đường đường chiến hoàng cảnh, vậy mà kêu thảm như thế, đủ biết đau đớn đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ có bản thân nhất tử biết rõ đau đớn thế nào, một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp xuyên qua ra tiến vào bên trong, xoắn nát lục phủ ngũ tạng hắn. Tiêu Phàm quá đáng sợ, thậm chí ngay cả nhất tử cũng không phải đối thủ. Người Đại Long đế triều trong lòng phát lạnh. Ta đầu hàng, nhất tử rốt cục nhìn không được, dùng hết khí lực toàn thân nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Phàm, ta không bằng ngươi, ta hôm nay tới đây chỉ để ngăn cản ngươi, cũng không có lấy tính mạng ngươi, thả ta ra. Đầu hàng, Tiêu Phàm mặt coi thường, thời điểm này đầu hàng, ngươi vừa rồi muốn giết ta chẳng lẽ chỉ là chơi đùa sao? Ngăn cản ta, không muốn giết ta, ngươi không cảm thấy lời này buồn cười sao? Không phải ngươi không lấy tính mạng ta, mà là ngươi không có thực lực này. Không thể nói là ngươi nhân từ đối với ta. Tiêu Phàm kém chút bị lời nhất tử chọc cho cười, nhất tử này ra mặt đúng là dày. Vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt nhất tử cứng ngắc tại chỗ. Hắn quả thực không đủ thực lực giết chết Tiêu Phàm, nếu như có thể, cũng không tất yếu phải đợi đến hiện tại. Ngươi thấy, ta muốn như thế nào? Tiêu Phàm cũng không có thu kiếm, tựa như cũng không muốn lập tức giết nhất tử. Ngươi đừng bức ta còn có tam kiếp sát. Nhất tử gầm thét một tiếng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn liều mạng cùng Tiêu Phàm. Buộc ngươi thì thế nào? Ta ở đây chờ ngươi thi triển tam kiếp sát. Tiêu Phàm mặt coi thường. Thời điểm này uy hiếp ta, còn có tác dụng sao? Con người nhất tử cứng ngắc, nếu như có thể, hắn làm sao có thể đợi đến bây giờ mới thi triển chứ? Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, thi triển nhị kiếp sát đã là toàn bộ át chủ bài của ngươi, còn uy hiếp ta, thật coi Tiêu Phàm ta là kẻ ngu hay sao? Nếu như ngươi có thể thi triển, vừa rồi ta đã chết. Ngươi không phải nói ta muốn như thế nào à? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta muốn mạng ngươi. Tiêu Phàm cuối cùng thốt ra một đạo thanh âm lạnh lùng, thân ảnh như gió, Tu La kiếm rung động một cái, tàn dương huyết lập tức bắt đầu cuồng bạo, kiếm khí đáng sợ phá tan nhất tử thành từng mảnh. Dừng tay, cũng đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ đằng xa vang lên, chỉ thấy một đạo trưởng cương bá đạo xông thẳng đến Tiêu Phàm. Gạch nối, trưởng cương to lớn xông thẳng đến Tiêu Phàm, trên mặt Tiêu Phàm lộ vẻ hung ác, tay đưa ra một quyền nghênh lên. Oanh! Quyền trưởng giao kích, một cỗ hồn lực to lớn phong bạo phóng tới bốn phương tám hướng, thân ảnh Tiêu Phàm bay ngược ra, máu tươi trong miệng cuồng phún, thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trượt ra mấy chục mét trên cát vàng mới dừng lại. Hắn dùng Tu La kiếm chống đỡ lấy thân thể, lạnh lùng nhìn nam tử kim bào trên không trung, trừ Long Tiêu còn có thể là ai? Lần này ngươi cứu không được hắn. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, lau đi máu tươi khóe miệng, không mảy may có vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm ngạo khí thật lớn, đám người trong lòng khẽ run lên kinh hãi nhìn, chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm thời điểm này lại còn dám khiêu khích Long Tiêu. Phong Lang, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất ba người lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tiêu trên không trung. Tử Điện Điêu hiện lên ở đỉnh đầu Quan Tiểu Thất, trợn mắt nhìn. Thật coi người Đại Long ta dễ ức hiếp, Long Tiêu ngữ khí lạnh lẽo, ngẩng đầu liếc nhìn phi độ chiến thuyền của Đại Ly Đế Triều. Cưỡng ép nhìn xuống không có xuất thủ. Nơi này, cường giả Đại Ly Chiến Hồn Học Viện có thể đến đây, nếu như có thể kịp giết Tiêu Phàm trước khi cường giả Đại Ly đến, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Nhưng mà hắn không nắm chắc cái này, cũng không muốn ở chỗ này gây lên chiến tranh giữa hai phe tu sĩ Đại Ly cùng Đại Long. Dù sao, lần này đến đây quan trọng nhất vẫn là cổ thành. Hơn nữa, hắn cùng với Nam Cung Thiên Giật đã có hiệp nghị. Mục tiêu của hắn đã không còn là Tiêu Phàm mà là bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Hừ, hiện tại không giết ngươi, có điều ngươi đừng hòng còn sống mà đi ra khỏi cổ thành. Long Tiêu hừ lạnh một tiếng, hất áo bào lên bay về nơi xa. Công tử, ngươi thế nào? Phong Lang lo lắng nhìn Tiêu Phàm, hỏi. Thương thế chừng này còn không làm gì được ta. Tiêu Phàm lắc đầu ngồi ở tại chỗ, tâm thần dẫn ra lực lượng bạch thạch. Thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Hắn cũng rốt cục hiểu rõ mình cùng Long Tiêu có sự chênh lệch, một kích vừa rồi mặc dù hắn không dùng toàn lực,
mà Long Tiêu khẳng định cũng không toàn lực xuất thủ. Nhưng từ khía cạnh này cũng chứng minh một chút, hiện tại hắn nếu như không liều mạng thì vẫn không phải đối thủ của Long Tiêu. Tiểu Kim, Phong Lang, Quan Tiểu Thất và Tử Điện Điêu thủ hộ ở bốn phía của Tiêu Phàm, thay Tiêu Phàm hộ pháp. Nơi xa, Bàn Tử, Ảnh Phong, Thiên Tàn cùng Tiểu Minh, nhìn thấy Long Tiêu rời đi cũng buông lỏng một hơi. Tiêu Phàm cho bọn hắn một cái ánh mắt, để bọn hắn tiếp tục đi tiếp, về phần bản thân hắn, nhất định phải khôi phục thương thế mới được, bởi vì sau khi tiến vào cổ thành, tất nhiên sẽ có một trận chiến, hắn nhất định phải để bản thân ở vị trí đỉnh phong. Lúc Tiêu Phàm chữa thương, tu sĩ Đại Long cùng Đại Ly tiếp tục tới gần cổ thành. 80 trưởng, 50 trưởng. Một lúc lâu sau, Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu gần như đồng thời bước vào bên trong cổ thành, quỷ dị là, hai người đều không rời đi, mà đứng ở trên thành lâu chờ đợi. Quả nhiên tu sĩ chiến hoàng cảnh trung kỳ cùng với cấp thấp hơn có thể tiến vào. Trên phi độ chiến thuyền Đại Ly cùng Đại Long, một vài tu sĩ thế hệ trước trong lòng vui vẻ. Mặc dù trước đó bọn hắn chỉ phỏng đoán, nhưng mà hiện tại lại thực sự có người làm được, trong lòng kích động không thôi. Không bao lâu, có người lục tục tiến vào bên trong cổ thành, rất nhiều người nhìn Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu thật sâu, cuối cùng tiến vào sâu trong cổ thành. Chúng ta làm gì bây giờ? Bàn Tử cùng Ảnh Phong bọn hắn dừng lại ở 30 trượng ngoài cổ thành, không tiếp tục đi tới. Bởi vì có mấy ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm bọn hắn, chờ bọn hắn tới gần. Nơi này áp lực còn trong phạm vi chịu đựng của chúng ta, ngay tại nơi này đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Con người Bàn Tử lạnh lẽo, hắn có thể cảm nhận được lãnh ý trong con người của Nam Cung Thiên Giật. Mặc dù Nam Cung Thiên Giật sẽ không trắng trợn ứng phó bọn hắn, nhưng mà ngộ nhỡ hắn mượn tay Long Tiêu thì sao? Hai người Nam Cung Thiên Giật và Long Tiêu không tiếp tục đi sâu vào cổ thành, từ một vài phương diện, việc này biểu thị cái gì? Được, liền xem ai kiên nhẫn hơn. Ảnh Phong gật đầu, Thiên Tàn tất nhiên không có ý kiến, cũng xếp bằng tại chỗ bắt đầu khôi phục hồn lực. Nhìn thấy bọn Bàn Tử không tiếp tục đi tới, Long Tiêu cau mày một cái, hắn quả thực cùng Nam Cung Thiên Giật có hiệp nghị, hắn đối phó Bàn Tử, Nam Cung Thiên Giật ứng phó Tiêu Phàm. Lại không nghĩ rằng bọn Tiêu Phàm cùng Bàn Tử không chuẩn bị cùng bọn hắn hao tổn. Khi Tiêu Phàm tỉnh lại đã là vào lúc giữa trưa, phần lớn mọi người cũng đã tiến vào cổ thành, chỉ có số ít mấy chục người vẫn ở ngoài cổ thành gian nan tiến lên. Muốn đi vào cổ thành, nhất định phải đối mặt hai cửa ải khó khăn, đầu tiên là sức áp chế kia, việc này cùng một trận đại chiến kinh thế không khác nhau chút nào. Thứ hai là ngăn cản cương phong xuất hiện trên không quấy nhiễu, một khi lực lượng áp chế ngày càng lớn, cương phong mà bọn hắn phải ứng phó cũng ngày càng khó, đã có hơn mấy chục tu sĩ chết ở trong cương phong. Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều tổng cộng 600 cường giả đến đây, chân chính tiến vào cổ thành lại chỉ có hơn 400 người, trừ người chết đi. Còn có hơn mấy chục người cuối cùng từ bỏ, bởi vì bọn hắn khó mà ngăn cản sức áp chế kia, đành phải trở lại phi độ chiến thuyền. Về phần bọn Tiêu Phàm, lại nhiều hơn một cửa so với những người khác. Cửa kia chính là Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu. Người khác có lẽ không biết hai người ngừng chân phía trên thành lâu cổ thành là vì cái gì, nhưng mà trong lòng Tiêu Phàm bọn hắn nắm chắc. Công tử, sắc mặt Phong Lang nghiêm túc nhìn Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu phía xa. Muốn ngăn giết chúng ta, vậy xem ai kiên nhẫn hơn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói thật, hắn cũng không có hứng thú quá lớn đối với cổ thành. Bởi vì hắn có tu la truyền thừa, chỉ cần đột phá cảnh giới nhất định, muốn công pháp có công pháp, muốn chiến kỹ có chiến kỹ, truyền thừa khác căn bản cũng không lọt vào mắt hắn. Trước tiên tập hợp cùng bọn Tam Ca, Quan Tiểu Thất suy nghĩ một chút nói, hắn dường như cũng biết rõ Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu đáng sợ. Không có khoe khoang. Mấy người Tiêu Phàm gật đầu, mất một canh giờ mới đi tới bên cạnh bọn Bàn Tử, khoảng cách 70 trượng đi một canh giờ, đủ để chứng minh nơi này hung hiểm. Lão Tam, thấy Tiêu Phàm đến, Bàn Tử cau mày một cái, ánh mắt lộ ra một tia tự trách, nếu như không phải vì hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không đắc tội Long Khiếu cùng Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm lại không để ý đến Bàn Tử, ngược lại nhìn về phía Ảnh Phong nói, Ảnh Phong, là một sát thủ. Người biết cái gì là quan trọng nhất không? Thực lực, Ảnh Phong thử thăm dò. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lóe qua một tia đăm chiêu. Chiến kỹ, thân pháp.
Ảnh Phong nói ra mấy đáp án, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, những người khác đều lộ ra vẻ cổ quái, không biết Tiêu Phàm có ý gì. Kiên nhẫn, Tiêu Phàm hồi lâu mới thốt ra một chữ. Đám người nghe vậy, lập tức cười. Đúng vậy, ngay tại cổ thành này rộng lớn vô biên, bản thân đám người có thời gian 3 tháng, căn bản không cần lo lắng gì. Ngược lại là Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Dật, bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn đồ vật trong cổ thành bị tu sĩ khác lấy được sao? Không thể, hai người cố nhiên là kỳ tài ngút trời, nhưng mà công pháp và chiến kỹ đối với hai người mà nói sẽ không chê ít. Tòa cổ thành này nguyên vẹn không chút tổn hại, có khả năng rất lớn bảo tồn nguyên vẹn truyền thừa không chút tổn hại. Vì ngăn giết bọn Tiêu Phàm liền bỏ đi cơ duyên này, vậy chính là thả con cá rô bắt con săn sát. Có điều, sự kiên nhẫn của Nam Cung Thiên Dật cùng Long Tiêu, còn thực sự là vượt qua dự kiến của bọn Tiêu Phàm, dòng dã chờ nửa tháng, hai người lúc này mới rời đi. Chúng ta có thể vào thành. Tiêu Phàm vì lý do an toàn, lại chờ đợi thêm một ngày, mới quyết định xuất phát về hướng cổ thành. Gạch nối, cách 30 trượng. Nhóm Tiêu Phàm tốn mất 3 canh giờ, đám người cảm giác như gánh vác một tòa cự nhạc tiến lên, căn bản không thể phi hành, hai chân lún thật sâu vào bên trong cát vàng. May mắn là cát vàng không phải lưu xa, bằng không phần lớn người đều phải chôn xương nơi này. Cuối cùng cũng đến. Đám người xông vào cửa thành cổ thành, rốt cục buông lỏng một hơi. Vừa vào cổ thành, đám người cũng cảm giác bốn phía thiên địa có biến hóa, một cỗ khí tức nặng nề, khắc nghiệt. Tang thương đập vào mặt, huyết sát chi khí nồng đậm tràn ngập trong không khí. Bên ngoài căn bản không cảm thụ được loại khí tức bàng bạc này, chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể khiến cho người khác cảm nhận được cỗ áp lực thật lớn kia. Khó trách bọn hắn không đạp không phi hành, ở chỗ này trừ hồn thú phi cầm, tu sĩ khác muốn ngự không sẽ tiêu hao hồn lực cực lớn, như tiến hành một trận đại chiến. Bàn tử thử nghiệm mấy lần, mỗi lần cách mặt đất 10 trượng. Hắn liền không tiếp nhận được cỗ áp lực kia mà rơi xuống mặt đất. Không thể phi hành không quan trọng, dù sao cỗ lực lượng áp chế kia đã biến mất. Ảnh Phong mở miệng nói. Lực lượng chúng ta không bị áp chế, những người khác khẳng định cũng không có. Tiêu Phàm không có lạc quan như vậy, cổ thành này lộ ra một tia quỷ dị. Nơi này trời vàng, bên trong huyết mang, khắc nghiệt vô cùng. Đại địa khắp nơi là cát vàng, giống như hoàng kim trải đất. Sáng chói chói mắt. Kiến trúc to lớn thẳng tắp, lộ ra một cỗ khí tức tuế nguyệt tang thương. Nếu như nói bên ngoài cổ thành khiến cho người ta cảm thấy một loại mông lung, thì bên trong cổ thành khiến bọn hắn cảm giác ngưng trọng, ẩn ẩn một cỗ sát cơ hung hiểm luôn rình rập. Nói tóm lại, cổ thành này mang cho người ta một loại phong cách cực kỳ cổ lão, tang thương. Mọi người phấn chấn tinh thần lên. Tiêu Phàm khuyên bảo đám người. Hắn cảm giác cổ thành này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn, trong lòng nổi lên một loại bất an. Dù đối mặt với Long Tiêu hay Nam Cung Thiên Dật, hắn cũng không có loại cảm giác này. Đám người gật đầu, dựa theo Tiêu Phàm an bài trước đó, Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất, Tử Điện Điêu, Phong Lang cùng Tiêu Phàm đi rất gần, mà Bàn Tử, Ảnh Phong, Thiên Tàn cùng Tiểu Minh bốn người cũng ôm thành một đoàn. Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Dật hướng về hai phương hướng này. Chúng ta tạm thời không cùng bọn hắn va chạm thì hơn. Quan Tiểu Thất chỉ nơi xa mở miệng nói. Cũng tốt. Tiêu Phàm tán thành đề nghị Quan Tiểu Thất. Nam Cung Thiên Dật thực lực như thế nào, bọn hắn cũng không rõ. Mặc dù chính diện đối chiến bọn hắn không e ngại nhưng chưa biết nguy hiểm trong cổ thành, bọn Tiêu Phàm cũng không nguyện ý trực tiếp khai chiến. Đồng dạng, đối mặt với Long Tiêu cũng giống như thế, dù sao Đại Long Đế Triều nắm giữ hơn 200 hồn thú. Một khi bị vây công, đến lúc đó bọn hắn muốn đi cũng khó khăn. Thậm chí trong lòng đám người Tiêu Phàm, Long Tiêu so với Nam Cung Thiên Dật càng nguy hiểm hơn. Tiêu Phàm mấy người lựa chọn một phương hướng khác tiến lên. Đi trên mặt đất cát vàng không qua mắt cá chân, mặt đất bên dưới cứng rắn vô cùng, Quan Tiểu Thất ngồi ở trên lưng Tử Điện Điêu bay trên trời cao, cảnh giác nhìn bốn phía. Mấy người hồn lực tản ra, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Bọn hắn bị Long Tiêu và Nam Cung Thiên Dật bức bách, tiến vào cổ thành muộn nửa tháng, những người khác hiển nhiên đã đi sâu vào cổ thành. Mấy người Tiêu Phàm ngược lại không gấp, trong cổ thành đến cùng có cái gì, ai cũng không biết được. Đi vào đầu tiên, mặc dù khả năng có được thiên tài địa bảo và công pháp chiến kỹ, nhưng nguy hiểm cũng là lớn nhất.
mấy người dứt khoát tại phụ cận trong cung điện thăm dò, không có buông tha bất kỳ xó xỉnh nào. Công tử, tòa cung điện này bị người điều tra rồi, cái gì cũng không lưu lại. Ảnh Phong từ bên trong một tòa cung điện đi ra. Ta tìm được một chút đồ vật, hẳn là một hồn binh, chỉ là qua vô số năm tháng đã biến thành phế liệu. Phong Lang cầm một đống hồn binh dỉ xét từ một gian chú tạo phường đi tới. Nói giống như chưa nói vậy. Quan Tiểu Thất bĩu môi nói. Hắn cùng với Phong Lang quen biết cũng có một chút thời gian, cũng chỉ có hắn và Tiêu Phàm mới dám nói đùa cùng Phong Lang. Lưu ở chỗ này không có quá nhiều giá trị, có thể cầm thì đều bị bọn hắn lấy đi rồi. Bàn Tử nhún nhún vai nói, ai kêu bọn hắn muộn nửa tháng mới tiến vào cổ thành. Có lẽ Nam Cung Thiên Giật và Long Tiêu đứng ở cửa thành là vì để cho chúng ta chậm tiến vào cổ thành, muốn để cho chúng ta không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến. Nam Cung Thiên Giật không có gan giết bọn hắn, dù sao có nhiều tu sĩ đại ly nhìn như vậy, hơn nữa còn có tiền bối Chiến Hồn Học Viện nhìn chằm chằm. Hắn muốn làm là trấn trụ bọn Tiêu Phàm, không cho bọn hắn tiến vào cổ thành. Đương nhiên, lúc này tu sĩ đại ly xem là Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu rằng co, chỉ là bọn Tiêu Phàm không dám tự tiện xông vào thôi. Nam Cung Thiên Giật thực sự là yêu nghiệt, một động tác nhỏ liền đáng sợ như vậy, đấu trí đúng là không mấy người là đối thủ của hắn. Trong lòng Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hắn có chút hối hận, sớm biết thế nên trực tiếp tiến vào cổ thành, nhìn Nam Cung Thiên Giật đến cùng có dám động thủ hay không. Lão Tam, chúng ta tách ra hành động đi, các ngươi 5 người một tổ, chúng ta 4 người một tổ. Bàn Tử đột nhiên mở miệng nói. Tách ra, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cũng không phải lo lắng bản thân mà là lo lắng Bàn Tử. 4 người bọn hắn nếu gặp Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu thì làm sao bây giờ? Yên tâm, Nam Cung Thiên Giật và Long Tiêu cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Bàn Tử thoải mái cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tự tin vô địch. Trong lòng Tiêu Phàm hơi vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác Bàn Tử sáng sủa trước kia lại trở về, cuối cùng gật đầu nói các ngươi cẩn thận. Các ngươi cũng bảo trọng. Bàn Tử gật đầu, Ảnh Phong, Tiểu Minh cùng Thiên Tàn 3 người đối với Tiêu Phàm hơi thi lễ, lập tức 3 người biến mất ở cuối con đường. Còn chúng ta, đi hướng nào đây? Quan Tiểu Thất hỏi. Cổ thành này rộng lớn vô biên, so với Ly Hỏa Đế Đô đoán chừng còn lớn hơn mấy lần. 400-500 người tiến vào nơi này, muốn đụng cũng không dễ dàng, tùy ý chọn một đường chỉ cần hướng vào bên trong cổ thành là được. Tiêu Phàm nói ra. Nói cũng đúng. Quan Tiểu Thất nghẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ lời nói Tiêu Phàm. Xung quanh Ly Hỏa Đế Đô hơn 3.000 dặm, muốn đụng nhau cũng rất khó, huống chi trong cổ thành này, chỉ cần không gặp Long Tiêu, bọn hắn liền không sợ hãi. Thời gian không còn sớm, vậy thì về hướng này đi. Tiêu Phàm chỉ nơi xa chân trời nói. Vừa nói, 3 người hai thú liền hướng tây bắc cổ thành lao đi. Cổ thành bao la vô biên, mấy người chẳng có mục tiêu, chỉ có thể hướng về một phương hướng tiến lên. Cứ như thế đi 2-3 canh giờ, 3 người rốt cục xuyên qua khu vực, tiến vào bên trong một vùng núi. Quỷ dị là nơi này không có cát vàng, cũng không có cương phong xâm nhập, ngược lại tràn đầy sinh cơ, bên trong sơn mạch cổ thụ san sát xanh tươi tốt, thẳng tắp che trời, cao vút trong mây. Đúng là một mảnh địa phương khác biệt. Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói, cổ thành này quá vượt dự kiến của hắn. Trước đó chưa tiến vào cổ thành, ai có thể nghĩ đến trong này lại là một phiến thiên địa khác đây. Các ngươi nhìn, nơi này có hồn thú, hình như là một đầu phi thiên ngô công. Quan Tiểu Thất đột nhiên kinh ngạc chỉ nơi xa kêu lên. Không phải phi thiên ngô công, là thất phẩm hồn thú, thiên đao ngô công. Phong Lang cau mày một cái, một cỗ cảm giác nguy hiểm lượn lờ trong lòng. Đi mau, bị phát hiện rồi. Tiêu Phàm sầm mặt lại, dẫn đầu hướng về rừng sâu phóng đi. Gạch nối, lúc ánh mắt bọn Tiêu Phàm rơi vào thất phẩm hồn thú thiên đao ngô công trên không trung, thiên đao ngô công bỗng quay đầu trông lại, trong mắt hiện ra quang mang. Thiên đao ngô công chính là thất phẩm hồn thú, xa xa không phải lục phẩm hồn thú phi thiên ngô công có thể so sánh. Thiên đao ngô công, tên như ý nghĩa, ngàn chân như đao, sắc bén đến cực điểm, công kích tấn mãnh, phòng ngự càng thêm đáng sợ. Tu sĩ cùng giai muốn phá vỡ phòng ngự của nó đều có chút gian nan.
Trên người Tiêu Phàm phát ra vài đợt công kích liền thô sơ đánh giá thiên đao ngô công này hẳn là thất giai trung kỳ, cũng chính là thực lực chiến hoàng trung kỳ. Dù vậy cũng không phải bọn hắn có thể khinh thị. Hơn nữa, nơi này xuất hiện một đầu thiên đao ngô công, vạn nhất còn có hồn thú khác thì sao? Một khi cùng thiên đao ngô công giao phong, dẫn tới hồn thú cường đại khác, vậy thì coi như phiền phức. Tiêu Phàm không chút do dự chạy vào bên trong cổ lâm, Tiểu Kim, Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Tử Điện Điêu cũng vội vàng xông vào. Ầm ầm, đúng lúc này từng đạo đao mang lăng lệ từ trên trời giáng xuống, vị trí bọn Tiêu Phàm trong cổ lâm trong nháy mắt bị vô số đao khí quấy đến vỡ nát, bụi bặm tràn ngập, đất đá bắn ra bốn phía, mặt đất xuất hiện từng đạo liệt phùng to lớn. Bị để mắt rồi, ánh mắt Phong Lang hơi lạnh lẽo, sát khí đáng sợ tản ra. Vậy tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, tay cầm đồ lục đao dẫn đầu xông lên. Một đầu thất giai trung kỳ thiên đao ngô công, ba người đấu với một thú căn bản không e ngại, chỉ là bọn Tiêu Phàm không muốn gây phiền toái mà thôi. Nhưng phiền phức chủ động tới cửa trêu chọc, bọn hắn cũng không sợ hãi. Siêu siêu, mấy mũi tên phá không xông thẳng chân trời, tốc độ công kích của cung tiễn tuyệt đối là số một, nếu như tu sĩ sử dụng cung tiễn tốc độ không chậm, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, muốn sử dụng hồn binh cung tiễn phát huy đầy đủ uy lực, nhất định phải nắm giữ chiến hồn loại hình cung tiễn, tựa như Quan Tiểu Thất. Công kích từ xa là ưu thế tuyệt đối của Quan Tiểu Thất, chỉ là Quan Tiểu Thất cũng có nhược điểm, chính là công kích cận chiến không ổn chút nào. Tu sĩ cùng giai chiến hoàng cảnh đoán chừng liền có thể tùy tiện đánh vỡ phòng ngự của hắn. Lấy mũi tên mở đường, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Đồ lục đao lăng không chém một cái, trực tiếp thi triển ra đồ lục. Mặc dù đồ lục là kiếm pháp nhưng Tiêu Phàm vẫn có thể phát huy tám thành uy lực của đồ lục. So với tu la kiếm về độ nhanh cùng lăng lệ, đồ lục đao lại càng thêm bá đạo và hung mãnh. Nhục thân phòng ngự của thiên đao ngô công cực kỳ cường đại, không nói tới ngoại thân có lớp vỏ vảy giáp màu đen cứng rắn, công kích ngàn chân của nó cũng không thể coi thường, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm sử dụng đồ lục đao. Nhìn thấy mấy mũi tên bay tới, thiên đao ngô công theo bản năng né tránh, cũng không chính diện giao phong. Cơ hội tốt, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, huyết sắc đao mang chém ra, trực tiếp xé rách hư không, đao hà hình dạng xoắn ốc khuấy động hư không, phát ra thanh âm như kinh lôi. Còn người thiên đao ngô công huyết hồng, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, nó tự nhiên cũng liếc mắt liền nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, một chiến hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi, căn bản không đáng để nó đặt vào trong mắt. CKIT, T, T thiên đao ngô công ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, thanh âm bén nhọn đinh tai nhức óc, hình thành từng đạo âm ba công kích xông thẳng đến huyết sắc đao hà. Gần như đồng thời, thiên đao ngô công không lùi mà tiến, vô số đao túc chân đao, loạn vũ, đao khí cuồn cuộn bành trướng, lăng không gắng sức chém xuống. Ầm ầm ầm, hư không đốm lửa bắn tứ tung, thiên đao ngô công đao túc cùng huyết sắc đao hà kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Phát ra từng đợt thanh âm kim loại va chạm. Quả nhiên không hổ là thiên sinh đao khách hồn thú. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, thực lực thiên đao ngô công thực sự là vượt qua hắn dự liệu. Nếu thả nó trên chiến trường tuyệt đối là một đài cối xay thịt, dù là chiến hoàng cảnh trung kỳ bình thường cũng chỉ có thể để mặc nó ngược sát. Siêu, đúng lúc này, một mũi tên màu vàng tựa như tia chớp xuất hiện, xuyên qua đao khí cách trở, trực tiếp bắn vào một con mắt của thiên đao ngô công. Đau đớn khiến thiên đao ngô công hét thảm tê tâm liệt phế, máu tươi màu đỏ từ trong ánh mắt phun ra ngoài, chỉ là máu tươi kia rất nhanh liền biến thành hắc sắc, tản ra khí tức mục nát. Con người phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Quan Tiểu Thất nơi xa. Tàn diễm, Quan Tiểu Thất khẽ phát ra một đạo âm thanh, hắn duy trì tư thế bắn tên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thiên đao ngô công nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua Tiêu Phàm, xông thẳng đến Quan Tiểu Thất. Tiểu Ngũ, cẩn thận. Tiêu Phàm từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, nơi này trọng lực cực lớn, phi hành chốc lát liền tiêu hao một phần mười hồn lực của hắn. Trái lại thiên đao ngô công lại không hề thở mạnh, lúc phóng tầm mắt nhìn tới lại phát hiện rất nhiều đao túc trên người thiên đao ngô công không ngừng rung động. Rất hiển nhiên thiên đao ngô công cũng không phải là tiêu hao hồn lực phi hành, mà 1000 cái chân của nó đã tương đương với cánh của phi cầm. Xúc sinh nhiều chân, đuổi theo ta à? Quan Tiểu Thất mặt coi thường nhìn thiên đao ngô công,
tử điện điêu dưới chân hắn siêu một tiếng bay ra cách Thiên Đao Ngô Công mấy trăm trượng. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng có loại dự cảm không tốt, mảnh cổ lâm này quá quỷ dị, ẩn ẩn có một cỗ khí tức cường đại như ẩn như hiện. Quan Tiểu Thất, trở về. Tiêu Phàm hét lớn, có tử điện điêu, Quan Tiểu Thất cố nhiên sẽ không thụ thương, nhưng ở trên không phi hành lại quá nguy hiểm. Ta còn chưa có chơi chán mà. Quan Tiểu Thất bĩu môi, bất quá cảm nhận được Tiêu Phàm trịnh trọng, hắn khống chế tử điện điêu xuất hiện ở cách không xa Tiêu Phàm. Tiểu Kim, Phong Lang, Tiểu Ngũ, chờ nó tới gần, nhất kích tất sát. Tiêu Phàm trầm giọng nói, con người thỉnh thoảng đảo qua bốn phía cổ lâm, hắn cảm giác bị rất nhiều ánh mắt tiếp cận. Chẳng qua là khi hồn lực hắn phủ tới lại không hề phát hiện ra thứ gì. Cũng chính vì nguyên nhân đó mới khiến lo lắng trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng đậm. Được. Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất gật đầu, đối với lời nói Tiêu Phàm, bọn hắn tin tưởng vô điều kiện. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con mắt màu vàng óng chớp lóe lạnh lẽo nhìn chằm chằm chỗ sâu tùng lâm, toàn thân lông tóc dựng đứng, đây là dấu hiệu cảnh báo. Tiểu Kim, người phát hiện cái gì? Tiêu Phàm đối với linh cảm của mình cực kỳ tự tin, Tiểu Kim có thể so với hắn. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, song chảo khoa tay, trong mắt đều là vẻ chính trọng. C-K-I-T-T-T, lúc này, Thiên Đao Ngô Công rốt cục xuất hiện, thân thể dài khoảng 10 trượng như một hàng dài nằm ngang ở không trung, không gian đều chấn động một cái. Tàn Dương Huyết, Đồ Lục, Tiêu Phàm tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, hai chiêu thất phẩm chiến kỹ đồng thời xuất thủ. Một vòng tà dương chậm rãi dâng lên, đem hư không chia cắt thành hai nửa, đao hà huyết sắc hình dạng xoắn ốc mãnh liệt cuộn trào ra. Trong mắt Thiên Đao Ngô Công lóe lên một tia khinh thường, vô số đao túc thoáng hiện, vậy mà ngăn trở công kích Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ, vừa nãy bước vào cổ lâm liền gặp được hồn thú cường đại như thế, nếu như tiếp tục thâm nhập vào sâu thì sao? Diệt hồn quỷ trảo, cũng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, chẳng biết từ lúc nào thân ảnh Phong Lang đã xuất hiện ở phía dưới phần bụng Thiên Đao Ngô Công, trong tay bạch sắc quang mang lấp lóe, ngưng tụ thành một hồn trảo to lớn. Phốc, hồn trảo tấn mãnh chộp vào phần bụng Thiên Đao Ngô Công, máu tươi bắn tung tóe, như mưa rào tầm tã chút xuống phía dưới. Phá vỡ, Tiêu Phàm kinh ngạc, trong mắt lóe lên một vòng cổ quái. Gạch nối, nhìn thấy lợi trảo Phong Lang phá vỡ phòng ngự Thiên Đao Ngô Công, trong mắt Tiêu Phàm vui mừng, trong đầu không khỏi nghĩ tới một bộ phim kiếp trước. Thiết công kê đấu Ngô Công, thật đúng là có thể. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ nói. Xoẹt, một đạo tiếng vang trầm trầm truyền đến, chỉ thấy hồn trảo to lớn của Phong Lang khảm thật sâu vào phần bụng Thiên Đao Ngô Công cũng không có lập tức rút ra. Mà là dọc theo phần bụng Thiên Đao Ngô Công kéo xuống, phần bụng nguyên bản là nơi Thiên Đao Ngô Công phòng ngự yếu nhất, làm sao có thể chịu đựng được Phong Lang hung ác tàn phá. Dưới hồn trảo, phần bụng Thiên Đao Ngô Công liền tựa như một khối vải rách, bị xé rách ra. Mảng lớn huyết phủ huy sái rơi xuống. Lục phủ ngũ tạng rơi xuống hư không, mưa máu tầm tã rơi xuống một mảnh cổ lâm, đại địa đều bị nhuộm thành huyết sắc. Trong không khí tràn ngập một cỗ gai mũi tanh hôi, khiến cho người ta buồn nôn. Phù phù một tiếng, thân thể khổng lồ của Thiên Đao Ngô Công hung hăng đập xuống đất, mảng lớn cổ lâm sụp đổ, mặt đất rung động một cái, bụi bặm đầy trời, loạn thạch bay tứ tung. Thiên Đao Ngô Công giãy giụa mấy lần, liền rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Cách đó không xa, Phong Lang máu me khắp người đi đến vị trí đầu Thiên Đao Ngô Công, dùng sức phung lên, trực tiếp phá vỡ đầu Thiên Đao Ngô Công lấy ra một mai tinh thể đen kịt. Tiểu Kim. Phong Lang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, đem hồn tinh Thiên Đao Ngô Công ném cho Tiểu Kim. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Phong Lang nịnh nọt người khác. Tiểu Lang, móng vuốt này là hồn binh gì, làm sao sắc bén như thế? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Phong Lang nói, hắn không biết Phong Lang tên gọi là gì, chỉ là tới nay Tiêu Phàm đều gọi hắn như vậy. Phong Lang cười nhạt lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ có Tiêu Phàm biết, thứ sắc bén nhất trong tay Phong Lang không phải móng vuốt trên tay hắn, mà là tiên thiên kiếm thai. Đao Túc Thiên Đao Ngô Công là vật liệu luyện chế hồn binh tốt nhất, không thể bỏ qua. Nhìn thấy Phong Lang không để ý tới mình, Quan Tiểu Thất cũng không tự chuốc nhục nhã. Vội vàng đổi chủ đề. Chờ đã,
Đang lúc Quan Tiểu Thất có động tác, Tiêu Phàm đột nhiên kêu to, ngăn ở trước người Quan Tiểu Thất. Vừa dứt lời, chỉ thấy thi thể Thiên Đao Ngô Công đột nhiên nhanh chóng khô héo, máu tươi kia biến thành một bãi chất lỏng màu đen, một mùi thối nát mục nát truyền đến. Tiểu Kim thấy thế, tính móc móc hít hầu, chỉ là cái viên hồn tinh kia đã bị nó tiêu hao hầu như không còn, làm sao cũng móc không ra. Đây là, Phong Lang rất ít khi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng bị một màn trước mắt khiến cho chấn kinh đến. Đây không phải hồn thú. Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, nhìn thi thể rách nát của Thiên Đao Ngô Công, bất chi bất giác hóa thành một đoạn khô mộc cây khô. Phía trên khô mộc có một chút đường vân thần bí, nếu như không nhìn kỹ căn bản sẽ không thấy. Con người Tiêu Phàm co rụt lại, thần sắc rung động không thôi, trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới cái gì, chính vì thế nên hắn mới chấn động. Tam ca, người biết đây là thứ gì? Thần sắc Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất tự nhiên thấy được, nên vội vàng hỏi. Tiêu Phàm đần độn gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn có tám thành nắm chắc xác định đây là thứ gì, nhưng trong lòng còn ôm một tia may mắn. Siêu siêu, siêu siêu, cũng đúng lúc này trong bụi cỏ bốn phía truyền đến thanh âm, đó là thanh âm lá cây ma sát, nghe thấy thế mấy người Tiêu Phàm tê cả da đầu. Cẩn thận! Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, một vệt sáng đột nhiên từ trong bụi cỏ bắn ra, xông thẳng vào Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ, một kiếm vung ra, đạo lưu quang kia lập tức bị một kiếm chém làm hai đoạn. Ngay sau đó, một khối khô mộc rơi trên mặt đất rung động mấy lần liền triệt để mục nát. Đây là vật quỷ gì vậy? Quan Tiểu Thất rùng mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một khối cây khô vậy mà suýt chút nữa thì lấy mạng hắn. Tiểu Ngũ, mang theo Tiểu Lang cùng Tử Điện Điêu bay lên, trước tiên rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm chưa kịp giải thích, nếu như trước đó hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hiện tại hắn đã thập phần khẳng định ý nghĩ trong lòng. Vậy còn ngươi? Quan Tiểu Thất khó hiểu nói. Tiểu Kim. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Tiểu Kim nghe vậy, thân thể đột nhiên quỷ dị bắt đầu biến hóa, trên lưng hồng hộc một tiếng sinh ra một đôi cánh màu vàng. Một màn này khiến Quan Tiểu Thất nhìn đến mắt trợn tròn, ngược lại là Phong Lang, hắn đã được chứng kiến bản thể Tiểu Kim nên cũng không quá mức chấn kinh. Còn lo lắng cái gì? Tiêu Phàm phẫn nộ quát, hắn xoay người ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, xông thẳng chân trời mà đến. A, à, Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, cùng Phong Lang lách mình rơi vào trên lưng Tử Điện Điêu, xông thẳng vào không trung. Hô hô hô, gần như đồng thời, vô số lưu quang trong bụi cỏ xông ra, rơi vào vị trí trước đó của bọn hắn. Tất cả những thứ này phát sinh trong chớp mắt, nếu như chậm một nhịp, mấy người đoán chừng sẽ bị vây kín. Cái quái gì thế, sao lại nhiều như vậy? Quan Tiểu Thất nhìn xuống dưới, lại phát hiện có vô số hắc sắc Tiểu Ngô Công ngọ nguậy tại nơi bọn hắn đứng trước đó. Hắc sắc Tiểu Ngô Công dài một thước, lít nha lít nhít trong nháy mắt chất đầy vài chục trượng xung quanh, liếc sơ một cái, số lượng nhiều đến mấy chục vạn. Quỷ dị là trên người hắc sắc Tiểu Ngô Công vậy mà không có bất kỳ hồn lực ba động gì, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường, căn bản không thấy sự tồn tại của chúng. Công tử, đây rốt cục là thứ gì? Phong Lang nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, hắn cũng khó có thể giấu sự khiếp sợ và hiếu kỳ trong lòng. Hồn điêu thú, Tiêu Phàm hít sâu nói ra một câu. Trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại đoạn thời gian trước bác lão nói với hắn một ít, hồn điêu cấp tông sư điêu khác ra có thể cho chúng từ vật chết biến thành vật sống. Dạng vật sống này cực kỳ chân thực, có thời điểm thật sự rất giống như tồn tại, bởi vậy bọn chúng trở thành hồn điêu thú. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của hồn điêu sư, bởi vì hồn điêu sư có thể dùng đồ vật điêu khác để chiến đấu, chỉ cần cung cấp cho hồn điêu đầy đủ năng lượng thì mọi thứ đều có thể. Hồn thạch không đủ để cung cấp cho năng lượng hồn điêu, cho nên bình thường chỉ có thể dùng thượng phẩm hồn thạch hoặc hồn tinh. Hồn điêu sư cường đại như thế sao? Trước đó Tiêu Phàm còn nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu một hồn điêu sư điêu khắc ra hàng vạn hồn điêu thú thì sẽ đáng sợ cỡ nào? Khó trách trước đó hắn dùng hồn lực căn bản không phát hiện ra những Tiểu Ngô Công đó, dù là thất giai Thiên Đao Ngô Công cũng đột ngột xuất hiện. Bởi vì hồn điêu thú bản thân là do hồn văn chi phối hành động bọn chúng, mặc dù có tâm tình chập chờn nhưng chỉ là một loại bản năng, cũng không có quá nhiều ý thức tự chủ, hoặc có lẽ sẽ chỉ tuân thủ mệnh lệnh chủ nhân ra lệnh cho nó.
hồn điêu thú. Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Ta chỉ nghe nói qua khôi lỗi thú, chưa nghe nói qua hồn điêu thú. Phong Lang lại bổ sung một câu. Khôi lỗi thú, trước mặt hồn điêu thú ngay cả cái rắm không bằng. Trong lòng Tiêu Phàm oán thầm, cái gọi là khôi lỗi thú hắn cũng đã được nghe nói, đó là sau thời đại hồn điêu sư, mọi người phát minh ra một loại đồ vật nói là mô phỏng đồ vật hồn điêu sư. Chỉ là ít hồn văn cũng hơn hẳn khôi lỗi thú hoàn mỹ. Hơn nữa, hồn điêu thú căn bản không cần người điều khiển, nhưng khôi lỗi thú lại cần người điều khiển, đương nhiên là một ít khôi lỗi thú cao cấp cũng có thể hành động một mình. Siêu siêu, thời khắc làm cho Tiêu Phàm ba người chấn kinh, vô số hắc sắc tiểu ngô công phía dưới đột nhiên động, tất cả đều chớp động chân nhỏ trên phần bụng, hướng về không trung đánh tới. Gạch nối, bọn chúng biết bay. Quan Tiểu Thất kêu lên sợ hãi, nhìn đám bóng đen mịt mù kia, toàn thân nổi da gà. Biến cố bất thình lình cũng khiến Tiêu Phàm bị giật mình, những hồn điêu thú này thực lực có lẽ không mạnh, dù chỉ là tứ giai nhưng hắn cũng không thể làm gì được mấy chục vạn con. Giống, đang lúc Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất chuẩn bị chạy trốn, Tiểu Kim gầm lên giận dữ, một cỗ khí tức băng hàn trên người dập dần ra, hư không hàn khí điên cuồng bốc lên. Trong hư không, hơi nước trong nháy mắt đông kết thành băng xương rơi xuống mặt đất, Tiêu Phàm cách Tiểu Kim gần nhất không khỏi lạnh run. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Chỉ thấy hàng vạn hắc sắc tiểu ngô công đột nhiên đều đình chỉ tại hư không, toàn thân bao trùm một tầng băng xương màu trắng, tất cả đều cóng đến cứng ngắc, sau đó nhao nhao rơi xuống mặt đất. Tiểu Kim huy vũ, Quan Tiểu Thất từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu lên. Băng phong chi lực có thể đối phó khôi lỗi thú, nhưng lại không làm gì được hồn điêu thú. Tiêu Phàm lại không có bất kỳ kích động gì, hắn lúc này mới phát hiện, có thời điểm biết quá nhiều xác thực không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến Quan Tiểu Thất và Phong Lang, hai người giờ phút này đoán chừng đã bớt lo lắng. Nhưng Tiêu Phàm biết, khôi lỗi thú là dùng cơ quan tạo thành, băng phong chi lực có thể trong nháy mắt đông kết những cơ quan kia khiến khôi lỗi thú mất đi hành động. Giống như một đài máy móc, sinh đầy dì xét, bánh răng kẹp lại liền không thể tiếp tục vận chuyển. Nhưng hồn điêu thú thì lại khác, bọn chúng không phải từ cơ quan tạo thành mà là do hồn văn duy trì hành động. Chỉ cần không có triệt để hủy diệt hồn văn, hoặc làm tiêu hao hết năng lượng của nó, hồn điêu thú sẽ không chết. Làm sao có thể, quả nhiên, Tiêu Phàm vừa dứt lời, vô số băng phong hắc sắc tiểu ngô công trong nháy mắt phá vỡ băng tinh toàn thân. Lần nữa phóng tới không trung. Tiểu Kim, số lượng hồn tinh bên trong hồn điêu thú cũng không ít, dùng hỏa diễm trực tiếp luyện hóa đi. Tiêu Phàm nói ra. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, đầu như là trống lúc lắc, hiển nhiên là không đồng ý ý nghĩ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỗ nào không biết trong đầu Tiểu Kim đang suy nghĩ gì, vừa rồi chém giết thất giai thiên đao ngô công, hồn tinh tởm lợm đó đã làm nó muốn ói. Để nó tiếp tục ăn những cái hồn tinh tanh hôi này, đánh chết nó cũng không đồng ý. Ngươi chẳng lẽ không muốn đột phá thất giai trung kỳ sao? Tiêu Phàm dụ dỗ nói, mặc dù vô tận chiến hồn có thể diệt những cái hồn điêu thú này, nhưng hắn không muốn bại lộ bí mật vô tận chiến hồn. Ai biết có người âm thầm nhìn thấy hay không, đây chính là một trong át chủ bài hắn đáp trả Nam Cung Thiên Giật và Long Tiêu, không phải vạn bất đắc dĩ thì Tiêu Phàm sẽ không bại lộ. Nghe được mấy chữ thất giai trung kỳ này, ánh mắt Tiểu Kim hơi hơi sáng lên, từ sau khi nó đột phá thất giai đến nay, đã hơn mấy tháng không có đột phá. Bởi vì đột phá cần hồn lực, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn không thỏa mãn được yêu cầu của nó. Bạch sắc hồn tinh trong cơ thể Tiểu Kim mặc dù chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng đây là một quá trình dài dằng dặc. Tiêu Phàm tràn ngập khát vọng đối với thực lực, Tiểu Kim cũng giống như thế. Đến hàng vạn hắc sắc tiểu ngô công mà tính, phẩm giai hồn tinh trong cơ thể ẩn chứa có lẽ là thấp, nhưng số lượng lại không ít, nuốt hồn tinh bọn chúng có lẽ có thể tiến thêm một bước. Cuối cùng Tiểu Kim vẫn thỏa hiệp, thời khắc hàng vạn hắc sắc tiểu ngô công cách bọn hắn chỉ có 3 trượng, Tiểu Kim bỗng tùy tiện phun một cái. Mảng lớn kim sắc hỏa diễm trong miệng thốt ra, giống như một biển lửa quay cuồng, chiếu nghiêng xuống. Phàm là tiểu ngô công bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Trong nháy mắt liền hòa tan, lộ ra từng khỏa tinh thể lập lòe hắc sắc, bên trong tinh thể tản ra một cỗ hồn lực ba động bàng bạc,
trừ hồn tinh còn có thể là cái gì? Ngươi nhìn, những hồn tinh kia rất sạch sẽ, bị hỏa diễm của ngươi đốt một cái, bệnh khuẩn đều không còn. Tiêu Phàm không quan tâm nói. Tiểu Kim một trận buồn nôn, nhân tính hóa trợn mắt một cái, bất quá nó vẫn là không có dự định buông tha những hồn tinh này. Chỉ là việc cấp bách là đem tất cả hắc sắc tiểu ngô công đều đốt sạch. Kim sắc hỏa diễm đốt cháy nửa bên thiên không, nhiệt độ cực nóng cho người ta một loại cảm giác bị thiêu đốt. Tiểu Kim huy vũ, quan tiểu thất lần nữa là ầm lên, hắn sớm đã để tử điện điêu trốn đến mấy trăm trượng có hơn, trong lòng cực kỳ rung động thực lực Tiểu Kim. Cho dù là Phong Lang, mặc dù hắn biết bản thể Tiểu Kim rất cường đại, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy thực lực Tiểu Kim cũng khó mà bình tĩnh. Cho dù là hắn muốn ứng phó nhiều hồn điêu thú như vậy cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Không sai biệt lắm mấy chục giây sau, Tiểu Kim rốt cục cũng đình chỉ phun hỏa diễm, hàng vạn hắc sắc tiểu ngô công đều bị đốt cháy hầu như không còn, bọn chúng chỉ là đầu gỗ điêu khắc mà thành, dù cường đại như thế nào thì cũng chỉ là mộc điêu mà thôi. Dù hồn văn có thể ngắn ngủi bảo vệ bọn chúng, nhưng không thể bảo vệ khi bị hỏa diễm đốt trong thời gian dài. Nhìn vô số hồn tinh chiếu lấp lánh trên mặt đất, trong mắt Tiểu Kim đều là vẻ hưng phấn, rốt cuộc không còn phản cảm với những hồn tinh dơ bẩn này. Lao xuống, Tiểu Kim liền vững vàng rơi vào trong đống hồn tinh, bắt đầu cắn nuốt như hổ đói. Mấy người Tiêu Phàm nhìn đến khóe miệng giật một cái, nếu là hồn thú bình thường, cho dù là hồn tinh phẩm cấp thấp cũng không dám một lần ngoạm hết như thế. Thế nhưng Tiểu Kim lại càng nhiều càng tốt, bụng nó tựa như một cái động không đáy. Những hồn tinh này mặc dù đã tiêu hao không ít hồn lực, nhưng đã đủ cho Tiểu Kim tiến thêm một bước. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn đứng ở đằng xa thay Tiểu Kim hộ pháp. Sau nửa ngày, trên người Tiểu Kim tản ra một cỗ khí thế ngút trời, lần nữa hiển lộ bản thể, quan tiểu thất bị bản thể Tiểu Kim dọa cho phát sợ. Tử điện điêu dưới chân hắn toàn thân rung động, thiếu chút nữa thì nằm dạp trên mặt đất. Dù nó cũng là thất giai trung kỳ nhưng trước mặt Tiểu Kim cũng có một loại e ngại phát ra từ sâu trong linh hồn. Đây là một loại áp chế đến từ huyết mạch, Tiểu Kim nắm giữ huyết mạch cửu phẩm Hoàng Kim Thánh Sư, tự nhiên không phải thất phẩm tử điện điêu có thể so sánh. Nếu như không phát sinh ngoài ý muốn, tử điện điêu cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại thất giai, mà Tiểu Kim lại có thể trở thành cửu giai. Tam ca, Tiểu Kim là Hoàng Kim Thánh Sư trong truyền thuyết. Quan tiểu thất vẫn không nhịn được hỏi. Ngươi không phải nhìn thấy rồi sao? Tiêu Phàm bĩu môi, ngươi không phải đang nói nhảm à? Bản thể Tiểu Kim đang ở trước mắt, trừ Hoàng Kim Thánh Sư còn có thể là gì? Quan tiểu thất nuốt nước miếng, khó mà áp chế rung động trong lòng. Phong Lang trầm mặc không nói, lặng lặng đánh giá bốn phía, sợ lại có hồn điêu thú quấy nhiễu. Khiến mấy người vui mừng là bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả đều bình tĩnh. Cũng không có hồn điêu thú xuất hiện. Như thế qua một ngày một đêm, một cỗ hồn lực ngập trời từ trên người Tiểu Kim phát ra, quanh thân Tiểu Kim đốt cháy lực lượng hỏa diễm cuồn cuộn, đem chân trời đều nhuộm thành kim sắc. Thất giai trung kỳ, lo lắng trên mặt Tiêu Phàm tiêu tán, lộ ra một tia mừng rỡ. Tiểu Kim đột phá thất giai trung kỳ với hắn mà nói là nhiều thêm một chỗ dựa lớn. Lấy thiên phú Tiểu Kim, bên trong cùng cấp coi như vô địch. Dù là đối mặt với Long Tiêu và Nam Cung Thiên Giật, khẳng định cũng có thể chiến một trận. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ về, Tiểu Kim lần nữa biến ảo thành một đầu sư tử con dài 3 mét, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiếp tục đi tiếp. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, mặc dù chậm trễ một ngày, nhưng Tiểu Kim bước vào thất giai trung kỳ, chuyến đi cổ thành lần này đã coi như là thu hoạch rất tốt. Gạch nối, có vết xe đổ. Một nhóm Tiêu Phàm đối với hồn lực đã không còn hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hồn điêu thú không phải dùng hồn lực là có thể thấy được. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cổ thụ bàn căn giao thoa, rễ của những cây cổ thụ đan xen với nhau, rễ cây cực đại giống như hàng dài, cứng cáp hữu lực, phía trên trải đầy rêu xanh. Trong cổ lâm thập phần âm u ẩm ướt, lá khô hư thối tản ra một loại mùi vị mục nát cực kỳ khó ngửi khiến cho người ta buồn nôn. Tiểu Kim nhịn thêm một chút. Tiêu Phàm không ngừng an ủi Tiểu Kim, mùi nơi này xác thực vô cùng khó ngửi. Mũi con người mặc dù không linh mẫn, nhưng cũng khó chịu được loại mùi này. Lại càng không cần phải nói hồn thú, huống chi Tiểu Kim là thất giai hồn thú, mũi nó là rất linh mẫn. Một phương khác,
Quan Tiểu Thất cũng không ngừng an ủi Tử Điện Điêu, so với Tiểu Kim, Tử Điện Điêu càng thêm phiền muộn. Nó vốn là cửu thiên phi cầm bay lượn, nhưng phải đi theo bọn Tiêu Phàm xuyên toa ở nơi u ám ẩm ướt trong hoàn cảnh này. Chịu đựng cả nửa ngày, bọn Tiêu Phàm rốt cục cũng ra khỏi khu rừng, xuất hiện ở một mảnh sườn núi to lớn. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, đứng ở phía trên một tảng đá to lớn, cảnh sắc hơn 10 dặm phía trước đều thu hết vào mắt. Chỉ là không đợi bọn Tiêu Phàm kịp thưởng thức cảnh sắc nơi này, một cỗ khí tức áp chế lượn lờ trong lòng họ, mấy người không chút do dự ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Ở đây là một hẻm núi, phía trên hẻm núi có một đám mây trôi nổi rộng lớn màu đỏ, cỗ khí tức khiến cho người ta khó chịu chính là từ bên trong đám mây huyết sắc kia truyền ra. Đám mây huyết sắc thật quỷ dị. Lông tơ toàn thân Phong Lang dựng đứng, nhìn có chút phát run. Chỉ sợ không phải mây. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong đám mây huyết sắc, muốn nhìn rõ đồ vật bên trong. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy đám mây huyết sắc đột nhiên một phân thành hai, một mảnh khác hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn tràn tới. Bên trong đám mây huyết sắc có người. Quan Tiểu Thất đột nhiên chỉ nơi xa hét lớn, hắn thân làm cung thủ, thị lực ngay cả Tiêu Phàm cũng không bằng hắn, trong nháy mắt nhìn rõ mọi thứ nơi xa. Theo ngón tay Quan Tiểu Thất nhìn lại, trong hẻm núi quả thật có mấy đạo thân ảnh bên trong đám mây huyết sắc cấp tốc đi qua, tựa như giao chiến. Công tử, một mảnh đám mây huyết sắc khác hướng về phía chúng ta. Phong Lang cau mày, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mẹ nó, đây căn bản không phải đám mây, lại là những đồ vật quỷ kia. Quan Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức dùng mình, nổi giận mắng. Hồn điêu thú, Phong Lang cũng nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Kim, nếu như thực sự là hồn điêu thú, Tiểu Kim cũng đủ để ứng phó bọn chúng. Không, những thứ này không phải hồn điêu thú, mà là vật sống chân chính. Tiêu Phàm lắc đầu, hồn lực hắn trong nháy mắt bắn ra, rót vào bên trong phiến đám mây huyết sắc kia. Nếu như là hồn điêu thú, hồn lực hắn sẽ không thấy được thân hình bọn chúng, nhưng một sát na kia, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức hung bạo. Vật sống. Nơi này thật có vật sống, Quan Tiểu Thất khó hiểu nói. Nơi này sinh cơ bàng bạc, cổ thụ đều có thể sinh tồn, không thể có sinh linh khác sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Công tử, đi trước đi. Mắt thấy đám mây huyết sắc kia càng ngày càng gần, tim Phong Lang cũng nhắc đến cổ họng, hắn cảm giác hồn lực trong cơ thể đều sao động. Bị tiếp cận rồi. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như ngay từ đầu rời đi. Những sinh linh này tự nhiên sẽ không phát hiện được bọn hắn, nhưng hiện tại bọn hắn muốn đi, những sinh linh kia cũng sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện rời đi. Hơn nữa, đám mây huyết sắc nhìn như hành động chậm chạp, nhưng lại nhanh đến cực hạn, nếu như bọn hắn trốn vào trong cổ lâm, đối với bọn hắn lại là hành động bất lợi. Bởi vì trong rừng bọn hắn hành động hạn chế, không cách nào phát huy chiến lực bình thường, nghĩ những sinh linh này sẽ không bị bất kỳ hạn chế gì. Cùng rời đi, còn không bằng ở chỗ này chém giết một phen. Lúc nữa chú ý, Tiểu Thất, người tận lực không được rời khỏi Tử Điện Điêu. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nếu như chỉ là một hai địch nhân, Quan Tiểu Thất có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, nhưng những sinh linh này quá nhiều, cho dù bắn giết một đầu hai đầu, căn bản cũng không có một chút tác dụng nào. Tam ca, người yên tâm, ta vẫn có sức tự vệ, ta một tiễn 10 điêu. Quan Tiểu Thất cười nói. Vừa dứt lời, trường tiễn dựng cung, lực lượng hỏa diễm cuồn cuộn tại mũi tên thiêu đốt lên. Ta ngược lại quên mất, chiến hồn ngươi là trục nhật cung. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng. Chiến hồn trục nhật cung của Quan Tiểu Thất mang theo thuộc tính hỏa diễm, hơn nữa những sinh linh này dày đặc như vậy, đừng nói một tiễn 10 điêu, cho dù 100 điêu cũng chưa chắc không thể. Hung khí thật đáng sợ. Phong Lang là từ trong núi thây biển xác leo ra. Nhưng khi hắn cảm nhận được những khí tức phát ra trên người đám sinh linh này, cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cẩn thận, đây là huyết sát cổ trùng, nhất định không thể để bọn chúng tiến vào cơ thể. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn rốt cục nhận ra lai lịch những sinh linh kia. Huyết sát cổ trùng, Phong Lang nghe vậy, đôi mắt rung động một cái. Hắn tự nhiên nghe nói qua loại hồn thú này, huyết sát cổ trùng chính là khát máu mà sinh. Tự nhiên mang theo một cỗ huyết sát chi khí. Hơn nữa, huyết sát cổ trùng là một loại hồn thú quần cư, chúng nó rất yếu nhưng cả đàn lại rất mạnh,
có thời điểm so với tứ giai hồn thú còn yếu hơn. Tất cả những thứ này có quan hệ với năng lực quỷ dị của bọn chúng, chính là ký sinh. Ký sinh trên người cường giả chiến vương cảnh, bọn chúng liền có thể phát huy thực lực chiến vương cảnh, ký sinh tại thể nội chiến linh cảnh cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực chiến linh cảnh. Đúng như Tiêu Phàm nói, chỉ cần không để những cổ trùng này tiến vào cơ thể liền không có vấn đề quá lớn, thực lực mấy người Tiêu Phàm cũng đủ để đối phó bọn chúng. Siêu, mũi tên trong tay Quan Tiểu Thất rốt cục cũng phóng ra, hóa thành một đạo hỏa diễm xông thẳng đến đám mây huyết sắc. Ba ba ba, từng đợt thanh âm lốp bốp vang lên, rất nhiều thi thể cháy đen từ trên cao rơi xuống phía dưới, lít nha lít nhít. Ha ha, dạng này bắn mới thoải mái. Quan Tiểu Thất cười ha ha, hắn một tiễn này, đâu chỉ 10 điêu, 100 điêu đều có thể. Không được khinh thường. Tiêu Phàm hung hăng liếc mắt chừng Quan Tiểu Thất. Lập tức kêu lên, Tiểu Kim, đi. Xoay người đạp vào phía sau lưng Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, lách mình hướng về không trung lao đi. Hồng trần sát, Tiêu Phàm vung ra một kiếm, từng đạo bạch sắc ngân quang nở rộ, vô số huyết sát cổ trùng bị một kiếm chém giết, tinh hồng tiên huyết tràn ngập hư không. Sau khi chém ra một kiếm, Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm lập tức lui lại, một khi bị huyết sát cổ trùng vây quanh sẽ rất phiền phức. Hô hô, huyết sát cổ trùng đột nhiên một phân thành hai, một nửa lưu xuống tới ứng phó Tiêu Phàm, một nửa hướng về Phong Lang và Quan Tiểu Thất. Hồn thú đúng là phiền phức mà. Tiêu Phàm thở dài một hơi, hồn thú có linh trí so với hồn điêu thú thì khó đối phó hơn nhiều. Huyết sát, bất quá, con người Tiêu Phàm lại vô cùng kiên định, một đường giải lụa màu đỏ xẹt qua bao phủ hư không, đem rất nhiều huyết sát cổ trùng bao phủ vào bên trong. Đây là Tiêu Phàm đột nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía xa, khiến hắn kinh ngạc là huyết sát cổ trùng vừa mới bị hắn chém giết, máu tươi tràn ngập trong hư không đột nhiên hướng về tấm lụa ngưng tụ lại, so với một kiếm vừa rồi lại mạnh hơn không ít. Xem ra thực sự là ông trời cũng giúp ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, huyết sát gặp được máu tươi uy lực sẽ bạo tăng. Nơi này huyết sát cổ trùng cũng không ít, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể không ngừng thi triển một kiếm này. Nghĩ vậy, lo lắng trong lòng Tiêu Phàm tiêu tán không ít, ngược lại lộ ra một tia chờ mong. Gạch nối, huyết sát, Tiêu Phàm một kiếm vung ra, một kiếm mạnh hơn một kiếm, mảng lớn huyết sát cổ trùng tại hư không nổ tung. Cách nhau gần như vậy, Tiêu Phàm cũng tận mắt nhìn được diện mục những huyết sát cổ trùng này. Bọn chúng toàn thân đỏ như máu, giống như nhộng, bên ngoài có một tầng giáp xác màu đỏ thập phần cứng rắn. Bất quá phá vỡ xác ngoài bọn chúng cũng không phải là khó, hơn nữa một khi phá vỡ, huyết sát cổ trùng liền khó thoát khỏi kết cục tử vong. Thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục thanh lý một đống huyết sát cổ trùng trước mặt hắn, hắn cũng không biết đến cùng giết được bao nhiêu. Bất quá hắn không có mảy may do dự, lệnh Tiểu Kim hướng về vị trí Phong Lang bay đi, Phong Lang cận chiến cực kỳ đáng sợ, nhưng công kích từ xa không phải sở trường của hắn. Mà đối mặt huyết sát cổ trùng, nếu như không cẩn thận để chúng nó xuyên thấu thân thể, nghênh đón hắn cơ hồ chỉ có tử vong. Công tử! Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bay tới, Phong Lang cũng buông lỏng một hơi. Hắn tình nguyện đánh với chiến hoàng cảnh trung kỳ một trận, cũng không muốn cùng huyết sát cổ trùng giao thủ. Những hồn thú này không phải rất mạnh, nhưng lại quỷ dị cực kỳ, nhìn một chút đã khiến toàn thân Phong Lang run lên. Ngươi tránh ra! Tiêu Phàm hét lớn, huyết sát lần nữa gắng sức chém xuống, mang theo cuồn cuộn huyết vụ cùng sát ý, vô số huyết sát cổ trùng bị chém giết. Ân, đột nhiên, Phong Lang ngẩng đầu nhìn về phía xa, lại phát hiện nguyên bản những huyết sát cổ trùng phía trên sơn cốc, vậy mà cách bọn hắn chỉ có mấy trăm trượng. Muốn hỏa thủy đông dẫn, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua vẻ lạnh như băng, hạ thủ không hề lưu tình. Như thế lại qua mấy chục cái hô hấp. Tiêu Phàm chém giết tất cả huyết sát cổ trùng, liếc mắt Quan Tiểu Thất nơi xa, Tiêu Phàm không có tiến lên hỗ trợ. Lấy tốc độ tử điện điêu, huyết sát cổ trùng muốn đuổi kịp Quan Tiểu Thất là không hề dễ, hơn nữa Quan Tiểu Thất là công kích từ xa, diệt sát những huyết sát cổ trùng đó chỉ là sự tình sớm muộn. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng phía dưới dốc núi nhìn lại, rốt cục nhìn thấy những mấy người bị huyết sát cổ trùng truy sát, Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt nhận ra một người cầm đầu. Sử vô pháp, Lý Đạo Hiên, Tiêu Phàm cau mày, chậm rãi thu liễm sát khí trong lòng.
hắn chỗ nào không biết ý nghĩ sử vô pháp, đem huyết sát cổ trùng dẫn tới bên này, bản thân lại nghĩ biện pháp đào tẩu. Tiêu Phàm mặc dù rất khó chịu sử vô pháp, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Đạo Hiên chết ở chỗ này. Dù sao, Lý Đạo Hiên là đồ đệ Lê Ngự, mà Lý Đạo Hiên tạm thời còn hỗ trợ thần châm các. Lê Ngự gọi Tiêu Phàm một tiếng sư huynh, Tiêu Phàm cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tiêu sư bá, cứu mạng. Lúc Tiêu Phàm nhìn thấy Lý Đạo Hiên cũng vừa vặn phát hiện Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn sử vô pháp thờ ơ, Tiêu Phàm hơi cau mày một cái, trong lòng trầm ngâm nói, xem ra sử vô pháp cũng không đơn giản, mượn Lý Đạo Hiên tới cứu giúp, là không muốn thiếu nợ nhân tình ta sao. Nghĩ vậy, khóe miệng Tiêu Phàm lóe qua một tia khinh thường, nhân tình của sử vô pháp, hắn thật đúng là không để trong mắt. Hắn mới nhớ tới sử vô pháp là minh chủ thế lực Phong Minh Chiến Hồn Học Viện. Hơn nữa, sử vô pháp có vẻ như xếp thứ 8 tại thiên bảng, dạng thực lực này làm sao có thể khiến Phong Minh trở thành đệ nhất thế lực của Chiến Hồn Học Viện nhỉ? Trong lòng ôm vẻ nghi hoặc, Tiêu Phàm nhìn về phía Lý Đạo Hiên nói, Lý Đạo Hiên, theo ta đi. Ngươi đến miệng đều chẳng muốn mở, Tiêu Phàm ta cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững, cứu Lý Đạo Hiên là bởi vì sư phó Lý Đạo Hiên. Cùng Phong Minh ngươi không có quan hệ thế nào. Lý Đạo Hiên chỗ nào không biết ý tứ Tiêu Phàm, thần sắc có chút do dự, hít sâu một hơi nói, Tiêu sư bá, ta là người Phong Minh, ta không thể trơ mắt nhìn các huynh đệ tỷ muội chết ở chỗ này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bản tính Lý Đạo Hiên ngược lại cũng không xấu, đáng tiếc ngươi coi bọn hắn là sư huynh đệ, bọn hắn chưa hẳn coi ngươi như tri kỷ. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ. Huyết sát lần nữa tản ra hào quang, những huyết sát cổ trùng này mặc dù rất nhiều, nhưng lại chịu không được bao nhiêu kiếm của Tiêu Phàm. Bởi vì giết càng nhiều, uy lực huyết sát cũng càng lớn. Không đến thời gian một nén nhang, tất cả huyết sát cổ trùng liền bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn, chỉ là huyết sát cổ trùng loại này cực kỳ đặc biệt, căn bản không có ngưng tụ hồn tinh, bằng không mà nói, đây cũng là một bút tài phú khổng lồ. Gần như đồng thời, Quan Tiểu Thất một tiễn bắn giết một đầu huyết sát cổ trùng cuối cùng, cùng Tử Điện Điêu lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Đa tạ Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên khom người bái nói. Đa tạ. Trừ sử vô pháp, những người Phong Minh kia cũng tất cả đều hơi thi lễ, bọn hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm trấn nhiếp. Bọn hắn đương nhiên có thể giết chết huyết sát cổ trùng, nhưng căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn làm được. Việc này cũng là nguyên nhân bọn hắn muốn đẩy tai họa bớt cho đám Tiêu Phàm. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao không biết tốt xấu như thế, tam ca ta cứu ngươi, ngươi một chữ tạ ơn đều không có. Quan Tiểu Thất khó chịu nhìn sử vô pháp nói. Hắn không phải cứu ta, không phải sao. Sử vô pháp lơ đễnh cười nhạt một tiếng, tựa như căn bản không đặt Tiêu Phàm vào lòng. Ngươi! Quan Tiểu Thất nhất thời không biết nói gì. Bởi vì Tiêu Phàm đúng là vì Lý Đạo Hiên mới xuất thủ, Lý Đạo Hiên, ngươi cùng chúng ta đi không? Ta là đi theo minh chủ tiến đến. Lý Đạo Hiên lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định. Hắn căn bản không có tư cách danh ngạch tiến vào cổ địa bí cảnh, là sử vô pháp dẫn hắn đến, lấy tâm tính Lý Đạo Hiên tự nhiên sẽ không gạt bỏ. Thấy Quan Tiểu Thất còn muốn nói gì nữa, Tiêu Phàm khoát khoát tay ngắt lời nói, ngươi tự mình lựa chọn, vậy ngươi tự bảo trọng. Tạ ơn Tiêu sư bá. Lý Đạo Hiên gật đầu, thối lui đến sau lưng sử vô pháp. Cáo từ. Sử vô pháp cười chắp tay một cái, quay người rời đi. Chỉ là vừa đi mấy bước, đột nhiên thân hình dừng lại, quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói, vị huynh đệ kia nói không sai, ngươi cứu ta, không thể một chữ tạ ơn đều không có, đây là ta ngẫu nhiên được một kiện vật nhỏ, sẽ đưa cho Tiêu huynh. Nói đến đây. Sử vô pháp từ trong tay áo lấy ra một cái hắc sắc tiểu cầu, đây là một cái hộp đặc thù, hồn lực đều thẩm thấu không được. Cáo từ. Sử vô pháp tiện tay quăng ra, đem cái hộp nhỏ màu đen ném cho Tiêu Phàm, liền dẫn mười mấy người Phong Minh quay người rời đi, mười mấy người lúc này liền biến mất ở trong tầm mắt Tiêu Phàm. Cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, xem ra vẫn hiểu chuyện. Quan Tiểu Thất nhỏ giọng thầm thì nói. Tiêu Phàm cau mày nhìn hắc sắc tiểu cầu trong tay, cũng không có mở ra. Không đúng, sử vô pháp vì sao lại gấp gáp rời đi như vậy? Giống như sợ chúng ta đuổi theo. Tiêu Phàm càng nghĩ càng không thích hợp. Tam ca,
để cho ta nhìn xem là đồ tốt gì. Đang lúc Tiêu Phàm thất thần, Quan Tiểu Thất lắc mình một cái liền đem cái hộp nhỏ trong tay Tiêu Phàm đoạt lấy đi, thân hình xuất hiện ở trước người Tử Điện Điêu. Ba, Quan Tiểu Thất không chút do dự mở cái hộp nhỏ trong tay. Tiêu Phàm muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy hắc sắc tiểu cầu bắn ra một đạo huyết sắc quang mang, xông thẳng đến mi tâm Quan Tiểu Thất. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, một cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách tràn ngập hư không, không khí tràn ngập một cỗ túc sát ý. Trùng Hoàng, mau tránh ra, Tiêu Phàm kêu to, hóa thành một đạo thiểm điện hướng Quan Tiểu Thất đánh tới. Gạch nối, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn cùng với Quan Tiểu Thất ở giữa khoảng cách chỉ có 3-4 mét, nhưng giờ khắc này đối với hắn mà nói lại giống như thiên nhai phía xa. Bởi vì Trùng Hoàng bên trong chiếc hộp màu đen cách Quan Tiểu Thất rất gần, hơn nữa tốc độ nhanh đến Quan Tiểu Thất cũng không phản ứng kịp. Đây không phải Trùng Hoàng bình thường, mà là Trùng Hoàng huyết sát cổ trùng đó, thực lực cũng không quá đáng sợ nhưng tốc độ lại không yếu hơn Chiến Hoàng hậu kỳ. Một khi tiến vào thể nội Quan Tiểu Thất tuyệt đối hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Đến lúc đó Trùng Hoàng sẽ lập tức ký sinh trong thân thể hắn. Từ nay về sau, Quan Tiểu Thất chính là một cái xác không hồn. Trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên một cỗ sát ý ngập trời, trong lòng hắn, sự vô pháp đã là một người chết, bản thân hảo tâm cứu hắn, hắn còn dám dùng Trùng Hoàng để hãm hại mình. Nếu như mở cái hộp nhỏ là Tiêu Phàm, giờ phút này Trùng Hoàng há không phải sẽ xông vào thể nội hắn. Chỉ là ngẫm lại, trong lòng Tiêu Phàm liền tê dại một hồi, bất quá giờ phút này hắn không nghĩ được nhiều như vậy, suy nghĩ duy nhất chính là cứu Quan Tiểu Thất. Mắt thấy Trùng Hoàng tới gần mi tâm Quan Tiểu Thất một thước, tâm Tiêu Phàm cũng nhắc đến cổ họng. Đột nhiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái cánh khổng lồ tựa như tia chớp vỗ xuống, Quan Tiểu Thất lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay. Ngay tại lúc đó, Trùng Hoàng trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, chui vào bên trong thân ảnh to lớn phía sau Quan Tiểu Thất, trừ Tử Điện Điêu, còn có thể là ai? Cũng chỉ có Tử Điện Điêu cách Quan Tiểu Thất gần như vậy mới có cơ hội cứu Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tử Điện Điêu vậy mà quyết đoán như thế, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu Quan Tiểu Thất mà nó bỏ qua sinh mệnh của mình. Không, Quan Tiểu Thất nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Tử Điện Điêu một kích nhanh nhất, mặc dù Quan Tiểu Thất trọng thương, nhưng Quan Tiểu Thất giờ phút này không có bất kỳ ý trách cứ gì, có chăng chỉ là một loại cảm kích, còn có một loại phẫn nộ cùng sát khí ngập trời đối với sự vô pháp. Cứu, Tử Điện Điêu ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể tại mặt đất kịch liệt giãy giụa, toàn thân đan xen tử sắc lôi điện, phía trên dốc núi, cự thạch quay cuồng, bụi bặm tràn ngập. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất muốn tới gần, nhưng lại bị một cỗ hồn lực khí lãng to lớn ngăn cản. Coi như hai người có biện pháp cứu Tử Điện Điêu cũng phải để Tử Điện Điêu phối hợp mới được. Đây cũng là chỗ đáng sợ của huyết sát cổ trùng, một khi tiến vào thể nội tu sĩ sẽ phát cuồng. Trùng Hoàng huyết sát cổ trùng tại thể nội Tử Điện Điêu xuyên loạn, thôn phệ huyết nhục, loại thống khổ này không phải thường nhân có thể chịu đựng. Tử Điện Điêu phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, con người nhìn về phía Quan Tiểu Thất vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa. Ai nói hồn thú vô tình, ai nói hồn thú hung ác, dù là Tiêu Phàm giờ phút này cũng bị ánh mắt Tử Điện Điêu lây nhiễm, hai mắt đỏ bừng vô cùng, cảm giác mũi một trận mỏi nhừ, tâm hắn hung hăng xúc động một cái. Quan Tiểu Thất từ nhỏ cùng Tử Điện Điêu sinh hoạt tại cùng một chỗ, từ nhỏ đến lớn đều là Tử Điện Điêu cùng Thương Mang Cốc chiếu cố Quan Tiểu Thất. Tình cảm giữa hai người, người khác khó có thể so sánh. Ở trong mắt Tử Điện Điêu, Quan Tiểu Thất không chỉ là một tu sĩ nhân loại mà còn là vãn bối. Đồng dạng, Quan Tiểu Thất cũng coi Tử Điện Điêu là bằng hữu, thân nhân, thậm chí như phụ thân kính yêu. Cũng chính bởi vì như thế Tử Điện Điêu mới có thể bỏ qua tính mạng mình, xuất thủ cứu Quan Tiểu Thất. Chỉ một lát sau về sau, Tử Điện Điêu giãy giụa mấy lần, liền triệt để không có tiếng thở, hiển nhiên là chết. Không, Quan Tiểu Thất ngửa mặt lên trời gào thét, quỳ trên mặt đất. Toàn thân tiêm nhiễm máu tươi, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, từng tia máu tươi tiêu tán mà ra. Sử vô pháp, Quan Tiểu Thất gầm thét, mặt lộ vẻ dữ tợn, sát tâm nổi lên, từ lần trước sau khi Y Thiên Linh chết, Quan Tiểu Thất thật vất vả mới chữa trị tâm linh bị thương, bây giờ lần nữa lại trọng thương.
Tiêu Phàm nhìn Quan Tiểu Thất thật sâu, hắn một trận trầm mặc. Trong lòng Quan Tiểu Thất kìm nén một cỗ sát ý và lửa giận ngập trời, giờ phút này không được phát tiết ra ngoài, đối với hắn về sau ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đồng thời, trong lòng Tiêu Phàm cũng nổi lên sát tâm, trong lòng nói thầm danh tự Sử Vô Pháp. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu, Sử Vô Pháp vì sao lại hãm hại hắn, bản thân có vẻ như cùng Phong Minh không có bất kỳ cừu hận nào. Bất quá hắn cũng rốt cục biết rõ, vì sao huyết sát cổ trùng sẽ điên cuồng ứng phó đám người Sử Vô Pháp, nguyên lai Sử Vô Pháp bắt trùng hoàng huyết sát cổ trùng. Khó trách huyết sát cổ trùng sẽ liều mạng như vậy, đem bọn Tiêu Phàm xem như sinh tử địch. Phong Lang cùng Tiểu Kim đứng ở đằng xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một màn bất thình lình cũng làm cho bọn hắn không biết làm sao. Sử Vô Pháp, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Quan Tiểu Thất đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phương hướng Sử Vô Pháp rời đi, chạy như điên. Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, muốn gọi tỉnh Quan Tiểu Thất, nhưng mà Quan Tiểu Thất giờ phút này đang giận, nào chú ý đến nhiều như vậy. Chốc lát liền biến mất bên trong tùng lâm. Giống, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị truy đuổi, đột nhiên thi thể tử điện điêu lại động, phiến cánh khổng lồ chuẩn bị hướng không trung bỏ chạy. Tiểu Kim, Phong Lang, các ngươi đem Tiểu Thất mang về. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ hung ác nhìn tử điện điêu. Giờ phút này tử điện điêu đã không còn là tử điện điêu trước đó, mà là trùng hoàng huyết sát cổ trùng, nó thành công ký sinh tại thể nội tử điện điêu. Thực lực chính là thực lực của Tử Điện Điêu. Tử Điện Điêu là thất giai trung kỳ, đến gần vô hạn thất giai hậu kỳ, thực lực nó tuyệt đối có thể so với tu sĩ chiến hoàng hậu kỳ, dù là Tiêu Phàm đều phải cẩn thận ứng đối. Tiêu Phàm nguyên bản muốn đuổi theo Quan Tiểu Thất, lại không nghĩ rằng Tử Điện Điêu tỉnh nhanh như vậy, hắn lập tức từ bỏ dự định trong lòng, quay đầu hung ác nhìn về phía Tử Điện Điêu. Vâng, công tử, Phong Lang hít sâu khẩu khí. Cùng Tiểu Kim cùng một chỗ xông vào bên trong cổ lâm, đuổi sát Quan Tiểu Thất. Mặc dù Sử Vô Pháp là kẻ cầm đầu, nhưng giết chết tử điện là ngươi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, con ngươi càng ngày càng lạnh. Bị Sử Vô Pháp tính toán, trong lòng Tiêu Phàm lửa giận ngập trời, sát cơ bành trướng, không phải hắn không muốn tìm Sử Vô Pháp báo thù, mà là hắn không muốn để cho Sử Vô Pháp chết quá dễ dàng. Về phần Sử Vô Pháp vì sao muốn tính toán hắn? Tiêu Phàm lười suy nghĩ, cũng không cần nghĩ, bởi vì trong mắt hắn, Sử Vô Pháp giờ đã là một người chết. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về Tử Điện Điêu đánh tới, đỉnh đầu hắn lơ lửng u linh chiến hồn, toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Hắc sắc, kim sắc hai loại quang mang xen lẫn toàn thân Tiêu Phàm, hồn lực đáng sợ ba động cuồn cuộn như sóng nước, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Người biết Tiêu Phàm sẽ biết rõ, Tiêu Phàm giờ đây đã chân chính động sát tâm. Đây đã cơ hồ là toàn bộ chiến lực Tiêu Phàm, không ngừng vận dụng lực lượng U Linh chiến hồn, hơn nữa còn vận dụng lực lượng vô tận chiến hồn. Cứu, Tử Điện Điêu hét dài một tiếng, toàn thân tử sắc lôi điện xen lẫn, trong miệng phun ra từng đạo công kích chớp nhoáng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ, lấy Tu La kiếm mở đường, không lo không sợ, phẫn nộ thẳng hướng Tử Điện Điêu. Hắn toàn thân phát ra khí thế khiến hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Gạch nối, vô tình nhất kích, Tiêu Phàm đi lên liền thi triển một kích bá đạo, lực công kích cường đại nhất, Tiêu Phàm cũng rất ít khi sử dụng. Bởi vì một khi xuất thủ một kích này, sẽ là kết cục ngươi chết ta vong. Vô tình nhất kích, chẳng những đối với địch nhân vô tình mà đối với bản thân càng thêm vô tình. Phốc phốc, Tiêu Phàm hóa thành tuyệt thế thần kiếm xuyên thủng vòng trời. Vọt thẳng tới phần bụng Tử Điện Điêu bắn vào, sau đó trên lưng bay ra, máu tươi tại hư không vẩy ra. Tử Điện Điêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng vẻn vẹn chỉ là kêu thảm một tiếng mà thôi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Nó hiện tại vốn là một bộ cái xác không hồn, bị huyết sát cổ trùng trùng hoàng điều khiển, thân thể thụ thương căn bản không có bất luận sự quan tâm nào. Tại hư không xoay người một cái, Tử Điện Điêu vỗ cánh, lần nữa hướng Tiêu Phàm đánh tới. Đôi cánh màu tím giống như hai thanh thiên đao gắng sức chém xuống. Thiên địa tiêu sát, sát ý đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, bốn phía không khí tốt giống bị rút ra không còn, biến thành một mảnh khu vực chân không. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, tốc độ lưu quang trích tinh bộ rất nhanh, lần nữa xuất hiện ở phía dưới phần bụng Tử Điện Điêu.
hai tay nắm Tu La kiếm như thị huyết đồ phu, một kiếm đâm vào phần bụng Tử Điện Điêu, hai tay lần nữa dùng sức, trực tiếp phá vỡ phần bụng Tử Điện Điêu. Nếu một đao giết không chết ngươi, vậy liền đem thi thể Tử Điện Điêu phân giải, nhìn ngươi còn có thể ký sinh như thế nào. Không phải Tiêu Phàm tàn nhẫn, mà là Tử Điện Điêu đã chết, hắn muốn làm chính là báo thù cho Tử Điện Điêu, hắn biết nếu như Tử Điện Điêu dưới suối vàng biết, khẳng định sẽ không trách hắn. Mảng lớn huyết Vũ Vương vãi xuống người Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Hồn lực hung mãnh chút vào bên trong Tu La kiếm, ngưng tụ thành một đạo đao cương dài 6, 7 trượng, trực tiếp đem thi thể Tử Điện Điêu một phân thành hai, từ trong xé ra. Cứu, Tử Điện Điêu hét giận dữ một tiếng, thi thể đẫm máu ngã trên mặt đất, giãy giụa mấy lần liền không cách nào động. Huyết sát cổ trùng trùng hoàng cố nhiên có thể điều khiển thi thể sinh linh, nhưng khi thi thể kia hoàn toàn mất đi hành động, nó lại tiếp tục điều khiển như thế nào? Tiêu Phàm đứng ở bên cạnh đầu Tử Điện Điêu, thần sắc vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, Tử Điện, thù của ngươi, ta sẽ báo gấp 10 lần, gấp 100 lần cho ngươi. Nói đến đây, Tiêu Phàm hướng về phía thi thể Tử Điện Điêu hơi thi lễ, nếu như không phải Tử Điện Điêu, hiện tại chết chính là Quan Tiểu Thất. Nếu như không phải Quan Tiểu Thất từ trong tay hắn đoạt lấy cái hộp nhỏ chứa trùng hoàng, chết cũng chính là hắn. Cho nên, nói Tử Điện Điêu là thay Quan Tiểu Thất mà chết, còn không bằng nói Tử Điện Điêu là vì Tiêu Phàm hắn mà chết. Siêu, thời khắc Tiêu Phàm cúi thấp đầu, đầu Tử Điện Điêu bỗng vỡ ra, một đạo huyết sắc lưu quang phá không mà tới, hướng thẳng đến Tiêu Phàm phóng tới. Dù là Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị cũng bị tốc độ đáng sợ này dọa cho nhảy một cái. Chân hắn dẫm lưu quang trích tinh bộ tiếp tục lui lại, nhưng mà đạo kia huyết sắc quang mang kia càng nhanh, thân ảnh trùng hoàng trong con mắt Tiêu Phàm cấp tốc phóng đại. Tốc độ thật nhanh, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, hắn rốt cục cũng minh bạch, vì sao Quan Tiểu Thất căn bản không tránh thoát. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự huy động Tu La kiếm trong tay, bạch sắc lợi mang lóe qua, xông thẳng trùng hoàng mà đến. Trùng hoàng bị một kiếm chém làm hai đoạn, huyết sát cổ trùng công kích và phòng ngự cũng không làm sao, nếu như không phải ký sinh trên người Tử Điện Điêu, Tiêu Phàm căn bản không đem nó đặt ở trong lòng. Chỉ là Tiêu Phàm coi trùng hoàng hẳn phải chết là không hề nghi ngờ, sự tình bỗng phát sinh quỷ dị, chỉ thấy thi thể trùng hoàng kia bị chém đứt, tốc độ vẫn như cũ không giảm mảy may, lách mình xuất hiện ở một thước bên ngoài Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, hai nửa thi thể vậy mà quỷ dị dung hợp cùng một chỗ. Ký sinh, phân liệt, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, mỗi một chủng tộc đều có vốn liếng sinh tồn, huyết sát cổ trùng công kích và phòng ngự tự nhiên không mạnh, nhưng năng lực sinh tồn cực kỳ đáng sợ. 3. Vội vàng Tiêu Phàm duỗi xuất thủ trưởng, một bàn tay chụp về phía trùng hoàng. Ân, lông mày Tiêu Phàm đột nhiên vặn thành chữ xuyên, hắn phát hiện, trùng hoàng cũng không có chết, mà trực tiếp chui vào bên trong bàn tay hắn. Ngay tại lúc đó, một trận đau đớn tê tâm liệt phế hướng về đầu Tiêu Phàm mãnh liệt mà đến. Hỗn trướng, Tiêu Phàm há miệng mắng to, huyết sát cổ trùng trùng hoàng quá biến thái, vậy mà không nhìn hồn lực, nhìn thấy huyết nhục liền có thể thôn phệ. Không được, ta nhất định phải tỉnh táo. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, loại đau đớn tê tâm liệt phế khiến hắn khó mà tiếp nhận. Hắn vốn chuẩn bị chém rụng cánh tay phải, nhưng lại phát hiện, trùng hoàng đã xông vào bên trong hồn hải hắn. Hồn hải, Tiêu Phàm biến sắc, một khi trùng hoàng thôn phệ hồn hải, bản thân cách cái chết cũng liền không xa. U Linh chiến hồn, một tiếng quát như sấm, U Linh chiến hồn đỉnh đầu trong nháy mắt xông vào bên trong hồn hải, Tiêu Phàm cũng vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào bên trong hồn hải. Hắn quỷ dị phát hiện, tại bên trong hồn hải, một côn trùng huyết sắc như nhộng đang điên cuồng thôn phệ hồn lực. Hồn thú này vậy mà không chỉ thôn phệ huyết nhục lại còn có thể lấy hồn lực làm thức ăn, khó trách không e ngại trưởng cương Tiêu Phàm, không nhìn hồn lực công kích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng có chút hối hận, trước đó hắn dùng vật lý công kích mới chém giết mảng lớn huyết sát cổ trùng, lại không biết, huyết sát cổ trùng vậy mà không nhìn hồn lực công kích. Khó trách huyết sát cổ trùng sau khi tiến vào thể nội, liền cơ hồ không có thuốc nào cứu được, trừ phi đem huyết sát cổ trùng bước ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng bên trong nhân thể chỉ có thể dùng hồn lực công kích, đối với huyết sát cổ trùng căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm dùng U Linh chiến hồn công kích, quỷ dị là U Linh chiến hồn vậy mà mất đi hiệu quả.
vô tận chiến hồn, thiêu chết nó. Tiêu Phàm gầm thét, vô tận chiến hồn lập tức mãnh liệt cuộn trào ra, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn đem huyết sát cổ trùng trùng hoàng bao phủ ở bên trong. Chỉ là khiến Tiêu Phàm mắt trợn tròn, huyết sát cổ trùng trùng hoàng căn bản bất phi sở động, ngược lại có vẻ kích động, há miệng cắn nuốt lực lượng vô tận chiến hồn. Lần này Tiêu Phàm cảm giác được một cỗ đại nguy cơ, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều mất đi hiệu lực, huyết sát cổ trùng này thật đúng là không phải đáng sợ bình thường. Tiêu Phàm tâm loạn như ma, huyết sát cổ trùng này quá biến thái, trong lòng hắn lại không có bất luận sự khinh thường huyết sát cổ trùng nào. Tại bên ngoài, người bình thường muốn giết chết bọn chúng sẽ hết sức dễ dàng, căn bản không cần phí quá nhiều công phu, nhưng một khi tiến vào cơ thể, vậy liền đáng sợ rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trọng sinh đến nay, Tiêu Phàm là lần thứ nhất không biết làm sao, dù là từng tại chiến sư cảnh đối mặt cường giả chiến vương, hắn cũng không có thất thố như vậy. Thế nhưng hiện tại vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn đều vô dụng, hắn cũng căn bản không biết làm sao bây giờ. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, huyết sát cổ trùng không có thôn phệ huyết nhục, ta nên cảm thấy may mắn. Chí ít ta còn cơ hội sống sót, nếu thôn phệ huyết nhục thì thần tiên cũng khó cứu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bình tĩnh không ít, nguyên một đám suy nghĩ trong đầu hắn lóe qua, tại thời điểm nguy cấp, tốc độ đại não vận chuyển cũng tăng tốc không ít. Có lẽ, Trung Hoàng cảm thấy hồn lực so với huyết nhục còn ngon miệng hơn. Đã như vậy, trước tiên phong bế hồn hải lại. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, lấy tay lấy ra 9 cái long văn kim châm, đâm vào vị trí hồn hải. Đem hồn hải cùng kinh mạch toàn thân tách rời đi. Bởi vì năng lực trùng hoàng huyết sát cổ trùng đặc thù, Tiêu Phàm không dám chủ động xuất kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hồn lực thôn phệ cũng không quan trọng, có thể chậm rãi bổ sung, nếu như huyết nhục bị thôn phệ vậy coi như cửu tử nhất sinh. Thôn phệ hồn lực đúng là năng lực quỷ dị. Tiêu Phàm híp hai mắt, lạnh lùng nhìn trùng hoàng chăm chú, nhưng lại không thể làm gì. Thôn phệ hồn lực. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì, kích động vỗ đùi nói, đúng rồi, u linh chiến hồn cũng có thể thôn phệ hồn lực, hơn nữa tốc độ so với trùng hoàng chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thao túng u linh chiến hồn, đột nhiên xuất hiện ở cách trùng hoàng không xa. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vẻ dữ tợn, dám nuốt hồn lực ta, u linh chiến hồn, cho nuốt. Oanh long long, u linh chiến hồn gào thét một tiếng. Đột nhiên ngưng tụ thành một cái miệng to lớn, hướng trùng hoàng thôn phệ. Chỉ một thoáng, chỉ thấy quanh thân trùng hoàng đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo huyết sắc quang mang hướng về u linh chiến hồn mãnh liệt mà đến, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là hồn lực tinh thuần, vậy mà so với hồn lực ta còn tinh khiết hơn mấy phần. Nói không chấn kinh là điều không thể nào. Hồn lực Tiêu Phàm trải qua u linh chiến hồn cùng vô tận chiến quyết rèn luyện. Về sau lại dùng hồn văn cầu tu luyện hơn một tháng, nguyên bản Tiêu Phàm đã đạt tới cực hạn chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Có thể nào nghĩ đến, hồn lực cơ thể huyết sát cổ trùng trùng hoàng so với hắn còn tinh khiết hơn, đây quả thực quá sức tưởng tượng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng ngày càng hưng phấn, nếu như có thể thôn phệ hồn lực thể nội trùng hoàng, có lẽ có thể càng tiến thêm một bước cũng chừng. Mặc dù tốc độ u linh chiến hồn thôn phệ không bằng ngươi, nhưng hồn lực ngươi nhưng so với hồn lực ta còn tinh khiết hơn rất nhiều, cuối cùng ai chết còn chưa nhất định đâu. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Hồn lực hắn cùng trùng hoàng so sánh, số lượng chiếm thượng phong, nhưng chất lượng cùng trùng hoàng có chút khác biệt. Đồng dạng, tốc độ trùng hoàng thôn phệ hồn lực nhanh hơn u linh chiến hồn. Như thế một tăng một giảm, một cao một thấp, cả hai đạt tới một cái cân bằng. Nếu như trước đó Tiêu Phàm còn có chút sợ hãi cùng lo lắng, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm đã hưng phấn lên. Hồn lực hắn đi qua trùng hoàng thôn vệ cùng rèn luyện, trở lại thể nội u linh chiến hồn so sánh với trước đó còn tinh khiết hơn không ít. Nếu như có thể nhờ trùng hoàng, đem tất cả hồn lực rèn luyện một lần thì sao? Việc này tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn, bởi vì hồn lực rèn luyện càng thêm tinh thuần, bản thân cường độ cũng sẽ tăng cường theo. Mặc dù có thể mượn nhờ lực lượng nó rèn luyện hồn lực, nhưng nó một mực ở thể nội, cũng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó đuổi ra ngoài mới được. Trong lòng Tiêu Phàm bắt đầu suy nghĩ. Huyết sát cổ trùng đáng sợ trước đó đã thấy qua, thất giai trung kỳ đỉnh phong tử điện điêu đều không làm gì được,
huống chi là hắn. Nếu như không phải hồn lực hắn so với huyết nhục càng thêm vừa ý trùng hoàng, đoán chừng sẽ như tử điện điêu, chết chẳng tốt đẹp gì. Trong đầu Tiêu Phàm không ngừng suy nghĩ, thế nhưng khiến hắn bất đắc dĩ là căn bản nghĩ không ra biện pháp để huyết sát cổ trùng trùng hoàng ra ngoài. Bạch thạch. Ánh mắt Tiêu Phàm cuối cùng rơi vào phía trên bạch thạch chìm nổi trong không trung hồn hải. Cho tới nay, bạch thạch đều là át chủ bài to lớn nhất của hắn, cũng chưa từng khiến hắn thất vọng. Nếu như ngay cả bạch thạch đều không thể ứng phó nó, vậy ta nên làm như thế nào? Sắc mặt Tiêu Phàm có chút âm trầm. Hít sâu một hơi, hắn vẫn quyết định thử nghiệm một chút, tâm thần dẫn ra bạch thạch, từng đạo bạch sắc quang mang lấp lóe, một cỗ ba động huyền diệu dập dờn xuất hiện. Thời khắc năng lượng ba động chạm tới trùng hoàng run lên bần bật, tựa như nhìn thấy đồ vật khủng bố, hóa thành một đạo thiểm điện hướng bên ngoài hồn hải phóng đi. Nó đang sợ hãi, Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngay cả U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều không làm gì được trùng hoàng, vậy mà nó lại sợ hãi bạch thạch. Bạch thạch trong nhận thức của Tiêu Phàm trừ nắm giữ khả năng tầm bảo chữa trị, cùng năng lực khiến chiến hồn biến dị ra thì có vẻ như căn bản không có bất kỳ lực công kích nào. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Tiêu Phàm còn tưởng là bản thân nhìn lầm. Trùng hoàng giờ phút này là thật sự sợ hãi, không chút do dự chạy trốn, chỉ là hồn hải Tiêu Phàm đã sớm bị Long Văn Kim Châm phong ấn, chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, trùng hoàng còn chỗ nào còn chạy. Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh, cũng may bản thân có dự kiến trước. Nếu như không có phong ấn hồn hải, trùng hoàng xuyên nhập thể nội hắn vậy thì hối hận không kịp. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm liền phát lạnh, y phục cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Giết chết ngươi! Trong lòng Tiêu Phàm quyết tâm, bạch thạch tỏa ra quang mang càng ngày càng hừng hực, trực tiếp bao phủ trùng hoàng. Chi chi, trùng hoàng phát ra tiếng bén nhọn, muốn chạy thoát quang mang trấn áp của bạch thạch. Đáng tiếc, mọi thứ đều là phí công. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được, hồn lực hùng hậu trong thể nội trùng hoàng bị bạch thạch rút ra, bạch thạch quang mang cũng càng ngày càng hừng hực. Trùng hoàng thê lương gào thét từ trong thể nội Tiêu Phàm, khí tức trên người nó càng ngày càng nhỏ yếu, co quắp trên không hồn hải, tựa như hướng Tiêu Phàm xin khoan dung. Xin khoan dung, Tiêu Phàm híp hai mắt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua trùng hoàng, dù cho trùng hoàng thần phục bản thân. Tử điện điêu chết ở trong tay nó. Hắn nhất định phải cho quan tiểu thất một cái công đạo. Huống chi, năng lực trùng hoàng quá quỷ dị, nếu như bỏ mặc nó trưởng thành, ai biết rõ nó về sau có thể hay không phản bội. Tiêu Phàm không dám đánh cược, bởi vì một khi không cẩn thận bị trùng hoàng đánh lén, cho dù là hắn cũng hẳn phải chết là không hề nghi ngờ. Dù sao có vết xe đổ, trùng hoàng không thể nào tiếp tục tiến vào hồn hải nữa. Giết, nghĩ vậy, Tiêu Phàm không lưu tình chút nào xuất thủ. Bạch thạch không ngừng rút lấy lực lượng trùng hoàng. Khí tức trùng hoàng càng ngày càng yếu, liều mạng dẫy dụa nhưng mọi thứ đều là phí công. Tiêu Phàm đặt quyết tâm diệt sát nó, làm sao có thể để nó đào tẩu. Chỉ thấy thân thể trùng hoàng càng ngày càng nhỏ, chậm rãi biến thành trùng kén lớn cỡ một hạt hạt gạo, Tiêu Phàm chỉ có thể cảm nhận được một cỗ hồn lực yếu ớt ba động, lại không có bất kỳ ý thức gì. Chết, nhìn qua trùng kén như hạt gạo, tâm thần Tiêu Phàm khẽ run lên. Triệt hồi bạch thạch trấn áp. Trùng kén liền lẳng lặng nằm ở nơi nào, rốt cuộc không có nổi lên bất luận gợn sóng. Một hạt trùng kén, trong lòng Tiêu Phàm không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí dùng hồn lực đi dò xét, khi hồn lực hắn chạm đến trùng kén đột nhiên rung động một cái, sau đó vỡ ra một khe hở nhỏ bé. Ngay sau đó, một tiểu trùng kim quang lóng lánh phá kén mà ra, trên người vậy mà rốt cuộc không có bất kỳ khí tức huyết sát nào. Quỷ dị nhất là Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác tâm thần mình cùng cái kim sắc tiểu trùng liên hệ cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực, chẳng lẽ huyết sát cổ trùng hấp thu bạch sắc quang mang sau đó biến dị? Thế nhưng cho dù biến dị, trùng hoàng nên càng mạnh mới đúng, nhưng giờ phút này trên người nó phát ra khí tức quá nhỏ yếu, Tiêu Phàm có loại cảm giác, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện giết nó. Không đúng, không phải khí tức nó nhỏ yếu. Mà là ta có thể tùy tiện quyết định sinh tử, cho nên mới cảm giác nó rất yếu. Tâm thần Tiêu Phàm siết chặt, ánh mắt hơi hơi sáng lên, nếu như thực sự là dạng này, về sau ta có thể mượn nó rèn luyện hồn lực. Đúng thực sự là niềm vui ngoài ý muốn.
Tiêu Phàm thăm dò mấy lần, dưới sự thao túng của tâm thần hắn, kim sắc trùng kén vậy mà thực bắt đầu thôn phệ hồn lực Tiêu Phàm, sau đó phun ra từng đạo hồn lực càng thêm thuần túy. Nghĩ vậy, trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra nụ cười, trong lòng hắn đối với bạch thạch cũng càng hiếu kỳ hơn. Gạch nối, nhiều lần nếm thử một chút, Tiêu Phàm phát hiện, kim sắc trùng kén đối với hắn thật không bất cứ uy hiếp gì, tâm thần căng cứng cũng rốt cục cũng có thể buông xuống. Vậy liền đợi bên trong hồn hải đi, sử vô pháp, ngươi cũng phải hảo hảo thử nghiệm đau đớn phệ huyết. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong mắt lóe qua một tia sát ý nồng đậm. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, hai đạo băng lãnh hàn mang từ trong mắt hắn lóe lên, lạnh lẽo tới cực điểm. Không biết qua bao lâu rồi, hy vọng bọn tiểu kim không có nguy hiểm gì. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trực tiếp hướng về phương hướng quan tiểu thất rời đi. Tiêu Phàm lấy tốc độ cực nhanh xuyên toa trong rừng, như một viên hầu, thân pháp hắn cực kỳ quỷ dị, những nơi đi qua, phiến lá không dính vào người. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm lúc này mới dừng bước chân, đứng ở phía trên một mảnh vách núi, con người u lãnh liếc nhìn tứ phương. Bằng vào năng lực của ta, chỉ có thể truy tung đến nơi này. Tiêu Phàm cau mày một cái, nắm giữ u linh chiến hồn đối với khí thức cùng hồn lực ba động thập phần mẫn cảm. Theo khí thức tiểu kim bọn hắn truy cách xa hàng trăm dặm, có thể là bởi vì đi qua thời gian rất lâu, khí thức bọn họ cũng chậm chậm tiêu tán, Tiêu Phàm cũng mất đi phương hướng. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đó là từng mảnh sơn mạch cao thấp chập trùng, đen kịt vô cùng, trong không khí lộ ra một cỗ khí tức khắc nghiệt. Dưới chân hắn, sương trắng mênh mông, thấy không rõ, căn bản không biết độ cao vách núi, bất quá nồng vụ phía dưới cho Tiêu Phàm một loại khí tức nguy hiểm. Dò xét bốn phía, Tiêu Phàm lựa chọn một phương hướng, biến mất bên trong tùng lâm. Đang lúc hoàng hôn, Tiêu Phàm xuất hiện ở trước một mảnh sơn cốc linh khí mờ mịt, bên trong sơn cốc linh khí lượn lờ, sương mù bay lên, mọc đầy đủ loại linh thảo. Một chút linh dược ẩn chứa linh khí hùng hồn, ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức bàng bạc, hiển nhiên là hồn thú thủ hộ linh dược. Mới vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng bước chân, ngồi xuống, nhìn trên mặt đất một bãi vết máu tươi màu đỏ, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, rõ ràng có dấu vết đánh nhau, chẳng lẽ là tiểu kim, quan tiểu thất cùng phong lang ba người ở chỗ này cùng đám người sử vô pháp xuất thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về sơn cốc kích xạ đến, chỉ là khiến hắn thất vọng là trong sơn cốc cực kỳ tĩnh mịch, không giống như có người tới qua nơi này. Nơi này cảnh sắc nguyên thủy, cổ thụ che trời, rễ cây trải rộng bốn phía, cỏ non sum suê khắp nơi đều có, tràn ngập dấu vết tuế nguyệt tang thương. Cổ thành này rộng lớn, muốn tìm tới mấy người cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên phía trước. Lại là hỏa tâm thất diệp hoa, còn có thất phẩm thiên kim đằng. Tiêu Phàm đột nhiên dừng bước chân, nhìn một đóa huyết sắc yêu diễm phía xa, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm phía trên rễ cây mọc ra bảy mảnh hoa chiếu lấp lánh, màu sắc lá cây không đồng nhất. Đây chính là lục phẩm linh dược hỏa tâm thất diệp hoa, bên cạnh hỏa tâm thất diệp hoa có từng đầu kim sắc dây leo, chính là thất phẩm thiên kim đằng. Thiên kim đằng vừa có thể lấy rèn đúc hồn binh, cũng có thể luyện chế dược dịch, chính là vật liệu hiếm có, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có kiêng nể gì lấy cả hai gốc linh dược. Kinh nghiệm một lần trước kia nói cho hắn biết, linh dược bậc này khẳng định có hồn thú thủ hộ. Quả nhiên, Tiêu Phàm thử thăm dò tới gần thiên kim đằng và hỏa tâm thất diệp hoa, một đạo kim sắc thiểm điện từ trong rừng bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Thất giai sơ kỳ kim văn xà, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra lai lịch đạo kim sắc thiểm điện kia, hình thể không phải rất lớn, cũng chỉ ba thước, nhưng rất có lực công kích. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không quá để ý. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, một kiếm liền đem kim văn xà chém thành hai đoạn. Tặng kèm một khỏa thất giai hồn tinh, cũng có vẻ như không tệ. Tiêu Phàm đem thi thể kim văn xà và hồn tinh thuận tiện thu hồi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hai gốc linh dược bỏ vào bên trong hồn giới. Thi thể kim văn xà cùng hai gốc linh dược đều có giá trị không nhỏ, bán đấu giá đều có thể thu hoạch được một bút tài phú. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần. Tiếp tục tiến lên, đi trên đường thời gian một nén nhang, liền lấy được 6 cây thất phẩm linh dược, 19 gốc lục phẩm linh dược, coi như thu hoạch tương đối khá.
Về phần chém giết hồn thú, Tiêu Phàm chỉ lấy đi hồn tinh, thi thể hồn thú vẻn vẹn cắt có chút thịt, thu một chút máu tươi. Dù sao, không gian hồn giới có hạn, thịt hồn thú mặc dù ngon, nhưng nếm thử một chút là đủ rồi. Mà máu tươi hồn thú làm vật liệu thuốc rất tốt. Đương nhiên, mặc dù hồn thú đại bộ phận tinh hoa đều ngưng tụ ở phía trên hồn tinh, nhưng thịt hồn thú đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, hiệu quả không kém hơn linh dược, chỉ là đối với Tiêu Phàm không có quá nhiều lợi ích mà thôi. Thời điểm này màn đêm đã buông xuống, trong sơn cốc truyền đến từng đợt thanh âm chim thú côn trùng kêu vang, Tiêu Phàm dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại đi. Dù sao, ban đêm là thiên hạ của hồn thú, ở chỗ này Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Mới vừa rồi thất giai hồn thú bị hắn chém giết đều có mấy đầu, sơn cốc này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Dấu chân, thời khắc Tiêu Phàm chuẩn bị lên cây, hồn lực quét qua lại phát hiện một vết hằng chừng hơn 3-4 mét có. Đến gần xem xét, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm mấy hàng dấu chân, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trầm ngâm nói, từ dấu chân sâu cạn, cùng số lượng lớn nhỏ, là dấu chân người, hơn nữa hẳn không ít hơn 8 người. Ở bên trong cổ địa bí cảnh, trừ hồn thú loài chim có thể phi hành, hồn thú khác cùng tu sĩ nhân loại đều chỉ có thể ở mặt đất hành tẩu, lưu lại dấu vết đó là tự nhiên. Bất quá, Tiêu Phàm lại có một loại dự cảm không tốt, hắn tiến vào sơn cốc đến nay, trừ cửa vào sơn cốc có vết máu cùng dấu vết đánh nhau ra, mọi thứ đều cực kỳ bình tĩnh, sự tình gì đều không phát sinh, cũng không có bất kỳ dấu vết đánh nhau. Tiêu Phàm có năm thành xác định, dấu vết đánh nhau ở cửa vào sơn cốc cùng những người này có quan hệ. Hồn lực trong hơi thở còn kèm theo mùi tanh máu tươi, rời đi không hơn 2 canh giờ, có thể theo kịp. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong con người u quang lập lòe. Nếu như không lo lắng an nguy Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang, Tiêu Phàm cũng sẽ không mạo hiểm. Một cái lắc mình, Tiêu Phàm liền biến mất tại chỗ, dọc theo dấu chân tiến lên phía trước, ven đường nhìn thấy không ít linh dược và hồn thú, hắn cũng bất động thanh sắc rời đi. So với tính mạng bọn Tiểu Kim, một chút linh dược lại tính là gì? Tốc độ Tiêu Phàm cũng không chậm, chỉ dựa vào những dấu chân kia, nửa canh giờ liền phát hiện mấy đạo thân ảnh. Trịnh Như Long, con mẹ nó không ngờ ngươi thật là có mấy phần cốt khí. Tiếu Lập đã chết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Chu Linh ở đâu, ta sẽ thả ngươi. Tiêu Phàm vừa mới rơi vào trên một cây đại thụ, nơi xa liền truyền đến một đạo thanh âm lạ lẫm mà quen thuộc, thanh âm kia có chút dâm tà. Quân Lạc, ngươi là xúc sinh, ngươi dù sao cũng là người Linh Điện gia nhập đế minh thì thôi, lại còn hãm hại tu sĩ Linh Điện ta, ngươi muốn biết Chu Linh ở đâu, nằm mơ đi, ta nhổ vào. Trịnh Như Long bị trở tay trói chụp trên mặt đất, một cái chân to dẫm ở trên mặt hắn, bất quá hắn vẫn không có thỏa hiệp, xì Quân Lạc một ngụm đờm. Trịnh Như Long, Quân Lạc, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong nháy mắt nhớ tới thanh âm chủ nhân kia chính là tại Vô Kiếm Nhai bị hắn và Tiểu Minh chiến lui cao thủ thiên bảng xếp hạng thứ 15 Quân Lạc. Ngay tại lúc đó, một cỗ sát khí lặng yên không một tiếng động từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập ra, hắn con người giống như rắn độc nhìn chằm chằm nơi xa. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, thanh âm nơi xa tiếp tục vang lên, Tiêu Phàm vội vàng ngừng thân hình. Gạch nối gạch nối. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Quân Lạc bị Trịnh Như Long khạc đờm, lập tức nhe răng trợn mắt, dưới chân lần nữa dùng sức, đầu Trịnh Như Long bị giẫm cắm vào bên trong bùn đất. Ha ha, có gan thì giết ta đi, chỉ cần Chu Linh không chết, đại sư huynh Linh Điện sẽ thay ta báo thù. Trịnh Như Long tùy tiện cười lớn, cười cực kỳ buồn bã. Đại sư huynh Linh Điện, Tiêu Phàm, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, bản thân hắn còn khó bảo toàn. Có vẻ như hiện tại đã chết trên tay trùng hoàng huyết sát cổ trùng kia. Hai huynh đệ cùng đầu sủng vật kia đoán chừng không lâu cũng sẽ chết trong tay Sử Vô Pháp. Ngươi còn muốn để Tiêu Phàm thay ngươi báo thù. Quân Lạc tà tà cười một tiếng. Quân Lạc, giết hắn đi. Chu Linh biết đế minh ta liên thủ với Phong Minh ứng phó Tiêu Phàm, giờ đã không còn quan trọng. Tiêu Phàm dù sao cũng chết rồi. Một tu sĩ khác mở miệng nói. Trên vai hắn khiêng một cái tử kim lưu quang chùy cực đại, một bộ hung thần ác sát, trên người tản ra một cỗ khí thế cuồng bá. Đúng rồi, không phải chỉ là một Chu Linh sao? Lần sau ca ca đưa mấy người phụ nhân cho ngươi, ngươi thích chơi như thế nào liền chơi như thế ấy. Có một thanh niên mặc trường bào màu trắng mở miệng,
hắn trên người tản ra một cỗ kiếm thế lăng lệ. Tiêu Phàm nơi xa hai mắt khẽ híp một cái, hai người nói chuyện vậy mà đều là chiến hoàng cảnh, từ khí tức trên người phát ra đoán chừng hai người này so với Quân Lạc còn mạnh hơn. Mặc dù không biết danh tự hai người, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được hai người này nhất định cũng là cao thủ thiên bảng. Cách Quân Lạc bọn hắn không xa, bên cạnh một đống lửa ngồi chồm hổm sáu bóng người, yếu nhất đều là chiến vương đỉnh phong, trong đó còn có ba chiến hoàng sơ kỳ. Trên người khí tức không ổn định, hiển nhiên là gần đây mới đột phá chiến hoàng cảnh. Đương nhiên, dạng thực lực này Tiêu Phàm cũng không để ở trong mắt, chỉ là khiến hắn kinh ngạc là Đế Minh vậy mà cùng Phong Minh liên thủ ứng phó hắn. Bản thân có vẻ như cùng Phong Minh không oán không cừu, bất quá hắn cũng rốt cục hiểu rõ vì sao Sử Vô Pháp lại tính toán hắn. Nghĩ tới Nam Cung Thiên Giật cho Sử Vô Pháp chỗ tốt cực lớn, bằng không Sử Vô Pháp còn không dám cùng hắn đối địch. Dù sao Sử Vô Pháp mặc dù là chiến hoàng cảnh trung kỳ, cũng coi là cường giả, nhưng cùng Đại Long Nhất Tử so sánh vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Hàn Kiếm huynh, ngươi cần phải nhớ kỹ lời vừa nói. Quân Lạc nhếch miệng cười nói, trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Lập tức hắn chậm rãi nâng bàn tay, hồn lực mãnh liệt cuộn trào ra, một chưởng hướng về đỉnh đầu Trịnh Như Long. Trịnh Như Long, nhớ kỹ kiếp sau làm người phải nhìn rõ tình thế, cũng không nên nghe lén sự tình ngươi không nên biết. Quân Lạc lạnh lùng nói ra một câu, trưởng cương không lưu tình đánh xuống. Siêu, thời khắc trưởng cương cách Trịnh Như Long chỉ có một thước, trong rừng cách đó không xa đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang sắc bén, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đi tới trước người Trịnh Như Long. Phốc, huyết phũ phun ra, bàn tay Quân Lạc bị đạo kiếm quang kia xuyên thủng, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng cả tòa sơn cốc. Ai, thanh niên khôi ngô cùng thanh niên áo bào trắng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, một kích cường đại hướng về Cổ Lâm đánh tới. Trong lòng bọn hắn kinh hãi, khoảng cách gần như thế vậy mà không phát hiện có người tới gần, nếu như bị người kia đánh lén, bản thân há không phải đã chết sao? Oanh, phiến Tùng Lâm đột nhiên nổ tung, cổ thụ sụp đổ, sau đó bị một cỗ hồn lực phong bạo to lớn xé thành mảnh gỗ vụn, phiêu tán trên không trung. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên là nơi đó cái gì cũng đều không có. Nếu như không phải nhìn thấy tay phải Quân Lạc bị đứt gãy, bọn hắn tuyệt đối sẽ coi là đây là đang nằm mơ. Trịnh Như Long đâu, đột nhiên một tu sĩ cả kinh kêu lên. Những người khác trong nháy mắt rơi vào nơi Trịnh Như Long vừa mới nằm, thế nhưng nơi đó cái gì cũng đều không có, Trịnh Như Long đã không cánh mà bay. Ai, cút ra đây, bọn chuột nhát nhát gan cũng chỉ dám đánh lén chơ chẽn. Có bản sự thì đi ra đánh một trận, đám người nhao nhao la ầm lên, cảnh giới nhìn chằm chằm tứ phương, Cổ Lâm u tĩnh vô cùng, càng là như thế, đám người càng cảm thấy tim mật phát lạnh, toàn thân đều nổi da gà. Trong mắt bọn hắn, đem Trịnh Như Long cứu đi, không bàn tới thực lực như thế nào, tốc độ này cũng quá đáng sợ rồi. Chí ít cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ mới có thể có tốc độ này. Nếu như không phải bọn hắn biết người tiến vào bên trong cổ địa bí cảnh không có tu sĩ chiến hoàng hậu kỳ trở lên thì bọn hắn có lẽ đã sớm bị dọa đến mất mật. Các ngươi rất hy vọng ta đi ra phải không? Đang lúc mấy người kinh khủng, một bóng đen từ phía sau cổ thụ đi tới. Hắn đi rất chậm, giẫm cành khô trên mặt đất kéo kẹt rung động, thanh âm này không lớn, nhưng lại khiến bọn Quân Lạc khẩn trương tới cực điểm. Tiêu Phàm, ngươi không phải chết rồi sao? Quân Lạc đột nhiên quát to một tiếng, liếc mắt liền nhận ra người này, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Xem ra đã để ngươi thất vọng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi vô cùng băng lãnh. Không nghĩ tới Tiêu Phàm ngươi cũng là hạng người vô sỉ như thế, chỉ biết đánh lén người, anh hùng hảo hán gì chứ. Thanh niên khôi ngô trợn mắt nhìn, cũng không quá mức sợ hãi. Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không yếu. Huống chi về số người hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ta cho tới bây giờ không tự xưng là anh hùng hảo hán. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cỗ tà dị, không thể không nói, người Đế Minh ngươi ra mặt so với tường thành còn dày hơn, liên thủ Phong Minh đánh lén ta, bây giờ nói ta vô sỉ. Cũng tốt, ta vô sỉ cho các ngươi xem. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm hóa thành một tia chớp xông thẳng đến Quân Lạc đang thụ thương. Tốc độ nhanh chóng khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Tự tìm cái chết, nam tử khôi ngô lạnh lùng quát, cầm trong tay tử kim lưu quang chùy hung hăng nện xuống,
trong không khí truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, có thể thấy một chùy này đáng sợ như thế nào. Đáng tiếc trước mặt tốc độ tuyệt đối, có sức mạnh thì có ích lợi gì. Oanh, một chùy bá đạo hung hăng nện xuống, liệt phùng đáng sợ như mạng nhện lan tràn bốn phương tám hướng, hư không đất đá bắn ra, bốn phía cổ thụ bị xuyên thủng, nhao nhao sụp đổ. Quá chậm, cách đó không xa, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, thời khắc đám người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên người Quân Lạc đang thụ thương. Tiêu Phàm, đừng giết ta. Quân Lạc biến sắc, lúc Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương cảnh, hắn đường đường là chiến hoàng đều không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Bây giờ Tiêu Phàm đã đột phá chiến hoàng cảnh, hắn mặc dù tinh tiến không ít, nhưng không có tự đại đến mức có thể đối địch với Tiêu Phàm. Phải biết, Sở Dịch Phong là chiến hoàng trung kỳ đều bị Tiêu Phàm đánh gục. Hơn nữa, không lâu trước đó, hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm một màn chém giết Đại Long Nhất Tử. Quân Lạc cùng Sở Dịch Phong và Nhất Tử so sánh, lại tính là gì đây? Không giết ngươi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Mặc dù cùng Quân Lạc có thù, nhưng Tiêu Phàm cũng chưa từng chủ động đi tính sổ hắn. Nhưng tên gia hỏa này đến chết không đổi, tìm cả người Phong Minh đến giết mình, Tiêu Phàm làm sao có thể tha thứ cho hắn? Thạch Hàn Kiếm, Úy Càn, cứu ta! Cảm nhận được sát ý ngập trời trên người Tiêu Phàm, Quân Lạc đành phải bắt lấy hai cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Thạch Hàn Kiếm, Úy Càn, Tiêu Phàm nghe được hai danh tự này, nếu như là trước đó hắn còn kiêng kỵ một cái, dù sao Thạch Hàn Kiếm cùng Úy Càn là cường giả thiên bảng bài danh thứ 9 và 10. Hơn nữa, hai người bọn hắn còn có một thân phận đặc thù, chính là Minh Chủ Đế Minh cùng Phó Minh Chủ. Nhất là Úy Càn, lúc đầu chỉ là Úy gia chi mạch, nhưng hắn có thiên phú mạnh mẽ, nắm giữ bát phẩm chiến hồn tử kim lưu quang trùy trong truyền thuyết. Được Úy gia xem như gia chủ tương lai bồi dưỡng. Thân làm đệ tử chi mạch, địa vị hắn so với Úy Thiên Lang cùng Úy Thiên Hổ còn cao hơn, có thể thấy hắn bất phàm ra sao. Bất quá đối với Tiêu Phàm hiện tại mà nói, Thạch Hàn Kiếm cùng Úy Càn đều không tính là gì, đối thủ của hắn là người phía sau Đế Minh kia, Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm lắc mình, bóp lấy cổ Quân Lạc, Quân Lạc kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn nào sẽ nghĩ đến, mấy tháng trước hắn còn có thể ngược sát Tiêu Phàm, nhưng mấy tháng sau hắn lại bị Tiêu Phàm xem như con gà nhấc lên. Thật sự là Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, nhanh đến nổi bọn hắn đều không tưởng tượng nổi. Thả Quân Lạc ra, bằng không. Nam tử Khôi Ngộ Úy Càn giận dữ hét. Chỉ là lời còn chưa dứt liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, bằng không như thế nào. Giết ta nhớ kỹ lúc trước Úy Thiên Lang cùng Úy Thiên Hổ cũng phách lối như thế. Hai tên phế vật kia tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Úy Càn lạnh lùng cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn Sở Dịch Phong sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn không thèm để ý trước lúc giết chết bọn hắn còn đả kích tự tin của bọn họ. Quả nhiên, nghe được lời nói Tiêu Phàm, sắc mặt Úy Càn cứng ngắc tại chỗ, so với Sở Dịch Phong hắn xác thực không tính là gì, bởi vì nhiều lần giao thủ, hắn đều thua ở trong tay Sở Dịch Phong. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể ngược sát Sở Dịch Phong, thực lực cả hai căn bản còn không cùng một cấp độ. Thanh niên áo bào trắng Thạch Hàn Kiếm trầm mặc không nói, không có mở miệng uy hiếp Tiêu Phàm, cũng không có ý tứ xuất thủ cứu Quân Lạc. Gặp hai người không còn nói chuyện, Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu nhìn Quân Lạc nói, lần trước giết ta giết rất thoải mái có đúng không? Hiện tại giở trò với ta, tính toán ta thì thôi, còn dám tính toán huynh đệ của ta. Vừa dứt lời, tay phải Tiêu Phàm vừa dùng lực, một trận thanh âm xương cốt phá toái vang lên, chỉ thiếu một chút xíu hầu kết Quân Lạc cũng sẽ bị Tiêu Phàm bóp vỡ nát. Thạch Hàn Kiếm cùng Úy Càn cũng bị khí thế trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, Tiêu Phàm phảng phất như sát thần lâm thế, quá là đáng sợ. Bọn hắn so với Quân Lạc mạnh hơn, nhưng cũng không mạnh hơn Sở Dịch Phong. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, có vẻ như nhiều người trước mặt Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều tác dụng. Hai người liếc mắt lẫn nhau, hiển nhiên là có dự định chạy trốn. Không phải ta muốn giết ngươi, là đại đế tử muốn giết ngươi. Quân Lạc ho khan một trận, hồi lâu mới biệt xuất một câu. Hắn muốn giết ta là sự tình của hắn, ngươi vì sao lại muốn giết ta? Âm thanh Tiêu Phàm lạnh lùng nói, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như không phải muốn biết chỗ quan tiểu thất hạ lạc, ta nào có thể tha cho ngươi? Bởi vì...
Nghe được lời nói Tiêu Phàm, Quân Lạc nhất thời im lặng, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Yên tâm, ta cũng không muốn giết ngươi, bởi vì giết ngươi quá tiện nghi cho ngươi. Tiêu Phàm tử nhe răng cười một tiếng, lấy tay một chưởng vỗ trên ngực Quân Lạc. Ngay lúc đó, bên trong hồn hải Tiêu Phàm, kim sắc trùng kén khẽ run lên, trong nháy mắt dọc theo mạch máu Tiêu Phàm xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó xông vào thể nội Quân Lạc. A, à, thời khắc Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, Quân Lạc hét thảm, đột nhiên co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, thể nội truyền đến một trận đau đớn như ngàn vạn con kiến gặm nuốt. Một màn này, Thạch Hàn Kiếm cùng Úy Càn nhìn thấy toàn thân run lên, sáu người phía sau hai người càng thêm run rẩy. Tiêu Phàm giết người rất đáng sợ, nhưng so với hiện tại, Tiêu Phàm có vẻ như không đáng kể chút nào, nụ cười tà dị giống như khuôn mặt tươi cười của tử thần. Ai chạy trước, chết trước, Tiêu Phàm vứt Quân Lạc xuống, từng bước một hướng về Thạch Hàn Kiếm và Úy Càn, có kim sắc trùng kén ứng phó Quân Lạc đã đủ. Mặc dù năng lượng bạch thạch cải tạo, trùng hoàng huyết sát cổ trùng đã không còn là trùng hoàng trước đó, nhưng năng lực vẫn còn, chỉ là càng quỷ dị hơn, thần bí hơn mà thôi. Hai người Thạch Hàn Kiếm và Úy Càn run rẩy, không còn ngạo khí trước đó chớ nói chi là uy hiếp Tiêu Phàm. Ai chạy trước, chết trước, bọn hắn cũng không dám hoài nghi lời nói của Tiêu Phàm, đến Đại Long Bát Tử cũng dám giết, còn có cái gì là Tiêu Phàm không dám làm đây? Nói một chút đi, các ngươi chuẩn bị phương pháp gì ứng phó ta? Tiêu Phàm thản nhiên nói, con người băng lãnh đảo qua tám người đối diện. Tám người trầm mặc, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, cơ hội chỉ có một lần, người thứ nhất mở miệng có thể sống sót. Tám người bất vi sở động nhưng khi nghe được Tiêu Phàm nói câu nói phía sau kia, ánh mắt sáu người phía sau sáng lên, chỉ có sắc mặt hai người Thạch Hàn Kiếm cùng Úy Càn âm trầm vô cùng. Ta biết, rốt cục có một tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong sợ mất mật, nơm nớp lo sợ đi lên trước. Tiêu Phàm tựa như sớm đã dự liệu được, đây chính là nhân tính, trước mặt tử vong, sợ hãi là điều tất nhiên. Đến cường giả chiến hoàng còn sợ tử vong, huống chi tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong. Tiến lên một bước nói chuyện. Tiêu Phàm cười nói. Trong mắt Thạch Hàn Kiếm cùng Úy Càn lóe lên lãnh quang, nhìn thấy tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong chậm rãi đi lên trước. Lúc người kia đi đến bên cạnh hai người nhìn nhau. Đột nhiên đồng thời một chưởng hướng chiến vương cảnh đỉnh phong kia. A, à, tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong kêu thảm một tiếng, liền triệt để chết đi, thi thể hắn hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ngay tại lúc đó, Thạch Hàn Kiếm cùng Úy Càn đồng thời hướng về hai phương hướng chạy đi, năm tu sĩ phía sau cũng nhao nhao xuyên vào trong rừng. Đã sớm biết các ngươi sẽ chơi như vậy. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn chỉ điểm ra. Một đạo hồn kiếm đem thi thể chiến vương cảnh đỉnh phong chấn thành mảnh vỡ. Đồng thời, Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ hướng về phương hướng Úy Càn phóng đi. Tại sao là ta? Úy Càn nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì ngươi họ Úy. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, thần sắc lại băng lãnh tới cực điểm. Úy Thiên Lang cùng Úy Thiên Hổ đều chết ở trong tay hắn. Úy gia gia chủ Úy Nguyệt Sinh là một trong mấy người muốn giết Tiêu Phàm nhất. Bây giờ nhìn thấy người Úy gia, tự nhiên trở thành đối tượng hạ sát của Tiêu Phàm. Úy Càn có loại xúc động muốn thổ huyết, bởi vì hắn họ Úy liền giết hắn, bất quá ngẫm lại liền thoải mái, bởi vì Úy gia là tử trung vì Nam Cung Thiên Giật. Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật xung khắc như thủy hỏa, Tiêu Phàm muốn giết hắn cũng là bình thường. Nơi xa Thạch Hàn Kiếm chạy trốn nghe được câu nói này của Tiêu Phàm liền buông lỏng một hơi, bất quá dưới chân lại không có chút mảy may do dự, trong nháy mắt biến mất ở chỗ sâu tùng lâm. Ngươi vừa mới nói ai chạy trước thì chết trước sao? Rõ ràng là Thạch Hàn Kiếm chạy trước, Úy Càn vẫn có chút không cam lòng, bởi vì tốc độ Tiêu Phàm thực sự quá nhanh. Trước đó vẻ tự tin của hắn bị tốc độ Tiêu Phàm triệt để đánh nát, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân có vẻ như thực quá tự cho mình là đúng. Ngươi nói một chút ta liền tin, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn cũng bị sự ngây thơ Úy Càn kém chút chọc cười, bất quá kiếm trong tay lại không có bất kỳ lưu tình. Gạch nối, hám thiên liệt địa, cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người Tiêu Phàm, Úy Càn biết rõ bản thân là không thể nào chạy thoát. Tiêu Phàm tựa như một đầu độc xà, đã tiếp cận hắn. Mấu chốt là tốc độ Tiêu Phàm cũng căn bản không phải Úy Càn hắn có thể so sánh.
muốn sống sót cũng chỉ có cách giết chết Tiêu Phàm, đây mới là đường ra duy nhất. Một cái búa cho đại gia ngươi cù lét còn không đủ, cũng dám xưng hám thiên liệt địa. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, không buông tha bất luận cơ hội đã kích Úy Càn. Bang, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, thay thế là đồ lục đao, mắt thấy tử kim lưu quang chủy oanh xuống, hắn không chút do dự dùng đồ lục đao đón đỡ. Nhưng lực lượng bài sơn đảo hải cũng khiến Tiêu Phàm hơi hơi chấn động, thể nội khí huyết hơi hơi bốc lên một cái, đồng thời thân thể Tiêu Phàm cũng lui lại mấy bước. Ha ha, nguyên lai cũng là miệng cọp gan thỏ, lần trước đánh bại Sở Dịch Phong, giết chết Đại Long Nhất Tử cũng chỉ là vận khí tốt. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị đẩy lui, Úy Càn lập tức cười lên ha hả, tự tin vốn đã biến mất lại trở lại trên người hắn. Hắn cũng không chạy trốn nữa, một cước đạp ở trên một cây đại thụ, thân thể nhảy lên thật cao như đại bằng dương cánh, áo bào cổ động, một cỗ hồn lực cuồng bạo từ trên người hắn tản ra. Vẹn vẹn phát ra khí thế cổ thụ bốn phía mãnh liệt đung đưa, sau đó một trận tiếng ken két phát ra, cỏ cây cùng toái thạch bị ép thành bột mịn, tràn ngập trên không trung. Thực sự tự cho là đúng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới hắn chỉ muốn thử xem lực lượng Úy Càn mà thôi. Luận lực lượng, Tiêu Phàm hắn cũng hơi thua Úy Càn. Đây cũng là lần thứ nhất Tiêu Phàm nhìn thấy trừ bàn tử, bên ngoài còn có người lực lượng mạnh hơn hắn. Nhưng lực lượng Tiêu Phàm có thể không cường hạng, nhưng luận tốc độ, chiến kỹ mới là ưu thế của hắn. Dứt lời, lần nữa trong tay Tiêu Phàm xuất hiện Tu La kiếm. Huyết sát, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, huyết sắc kiếm khí giống như một bội huyết sắc điện quang, góc độ cực kỳ quỷ dị chém giết ra. Cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, Úy Càn không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn, bát phẩm chiến hồn tử kim lưu quang chùy lơ lửng trên đỉnh đầu, một cỗ khí tức bá đạo mà cuồng bạo chấn động. Không hổ là bát phẩm chiến hồn, ta muốn. Con người Tiêu Phàm sững sờ, đỉnh đầu đột nhiên một đạo u quang lóe qua, một mảnh bóng đen cực đại tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, tản ra khí tức u sâm, năng lượng quỷ dị. Ngươi muốn, chiến hồn ta còn có thể trở thành của ngươi hay sao? Úy Càn tựa như nghe được trò cười to lớn nhất trên đời này, sắc mặt kìm nén đến tái nhợt, gân xanh trên trán như tiểu trùng ngọa nguậy. Lực chi ý cảnh, bá thiên chùy, thất phẩm chiến kỹ bá thiên chùy, uy lực tuyệt luân, lực lượng vô song, thế như trẻ trẻ oanh sát xuống. Hồn lực bát phẩm chiến hồn tử kim lưu quang chùy mãnh liệt cuồn cuộn, cùng hắn hòa làm một thể, đột phá chiến hoàng cảnh, nhân hồn hợp nhất, lực lượng tăng gấp bội. Không chừng ngươi sẽ. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, U Linh chiến hồn cũng cùng hắn hòa làm một thể, lập tức đưa tay chém ra một kiếm, từng đạo ánh sáng màu bạc lấp lóe, sát ý, hủy diệt chi ý sắc bén lăng lệ đồng thời bắn ra. Hồng Trần thiếu, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, lực chi ý cảnh lập tức cùng sát ý, hủy diệt chi ý đâm vào cùng một chỗ, hư không chập trùng, đốm lửa bắn tứ tung. Thân hình Tiêu Phàm lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Úy Càn, đưa tay đánh ra một chưởng. Một đạo trưởng cương bình thản vô thường đánh vào trên người Úy Càn. Một tiếng vang giòn, Úy Càn chiến hồn tử kim lưu quang chùy lập tức rung động một cái, Úy Càn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, ngươi, đây là chiến kỹ gì? Một người sắp chết, biết có ý nghĩa gì? Thôi, không cùng ngươi chơi nữa. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, U Linh chiến hồn hóa thành một mảnh bóng đen đập ra. Trong nháy mắt bao phủ tử kim lưu quang chùy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tử kim lưu quang chùy hồn lực. Khốn kiếp, Úy Càn gầm thét, thế nhưng là vô luận hắn dẫy dụa như thế nào, chiến hồn tử kim lưu quang chùy vậy mà lấy một loại tốc độ đáng sợ phân giải. Phân giải ra hồn lực, tất cả đều tràn vào bên trong chiến hồn Tiêu Phàm. Hắn lúc này mới minh bạch, mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch thực sự quá lớn. Tiêu Phàm chiến bại Sở Dịch Phong, giết chết Nhất Tử, việc này căn bản không phải vận khí. Mà là thực lực chân chính, chỉ là hắn một mực ôm may mắn mà thôi. Không cùng ngươi chơi nữa. Hắn cũng minh bạch câu nói vừa nãy của Tiêu Phàm là ý gì. Tiêu Phàm cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, chính là đang chơi, hoặc có lẽ là chỉ vì thôn phệ chiến hồn của hắn mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta. Úy Càn rốt cục sợ hãi, hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Dưới gầm trời này, không có chuyện không thể giết người. Tiêu Phàm cười lạnh, ta có thể nói cho ngươi biết, Nam Cung Thiên Giật muốn đối phó ngươi như thế nào. Úy Càn vội vàng nói,
không cần thiết. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nếu như trước đó, hắn còn do dự một chút, nhưng hiện tại úy càn không nói cũng sẽ có người khác nói. Một kiếm không lưu tình chút nào vung ra, đầu úy càn cao cao bị ném lên, cột máu cao một trượng bắn về phía không trung. Úy càn kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, hắn phải chết. Chỉ thấy một đạo kiếm nhô ra, thân thể úy càn đột nhiên nổ tung, hài cốt không còn. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đầu úy càn lập tức bị một mảnh vải đen bao khỏa. Không hổ là bát phẩm chiến hồn, đối với U Linh chiến hồn mà nói là đại bổ, đáng tiếc lại để Thạch Hàn kiếm trốn thoát. Tiêu Phàm lẩm bẩm. Hắn từng nghe nói Thạch Hàn kiếm cũng là bát phẩm chiến hồn, cũng ỷ vào đó mà chiếm cứ hạng 9 thiên bảng. Nam Cung Thiên Giật, lại đoạn của ngươi một tay. Tiêu Phàm để lại một câu nói, lách mình biến mất bên trong bóng đêm. Mấy tức sau, Tiêu Phàm mang theo Trịnh Như Long xuất hiện ở bên cạnh đống lửa kia, lạnh lùng nhìn Quân Lạc miệng sùi bọt mép trên mặt đất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc trùng kén lập tức đình chỉ gặm nuốt huyết nhục Quân Lạc, giờ phút này Quân Lạc cả người mồ hôi, bên trong mồ hôi còn kèm theo từng tia máu tươi. Hắn kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, tựa như nhìn thấy quỷ. Tiêu Phàm tiện tay ném ra miếng vải đen trong tay, một cái đầu lăn ra, bên cạnh lửa trại chiếu xuống, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Ngươi giết úy càn, thanh âm Quân Lạc cực kỳ suy yếu, toàn thân run rẩy. Đại sư huynh, Quân Lạc là do ngươi giết. Trịnh Như Long cũng hít một hơi lãnh khí, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc gật gật đầu. Trịnh Như Long lại nói, đại sư huynh, ngươi không nên giết úy càn, hắn là. Trong lòng ta đối với địch nhân, cho tới bây giờ không có nên giết hay không nên giết, chỉ có thể hay không thể giết. Tiêu Phàm cắt ngang lời nói của Trịnh Như Long, con người vô cùng kiên định. Không có nên giết hay không nên giết, chỉ có thể hay không thể giết. Lời nói Tiêu Phàm như một tiếng sấm quanh quẩn trong lòng Trịnh Như Long, cho tới nay hắn đều rất sợ đắc tội quyền quý, đến mức một mực thu liễm lá gan làm người. Nghe thấy lời nói Tiêu Phàm, tâm hắn hung hăng xúc động một cái tựa như điện giật. Lúc này, Tiêu Phàm bình tĩnh nói lần nữa, hắn là chó săn của Nam Cung Thiên Giật. Một ngày nào đó sẽ đối địch với ta, còn không bằng hiện tại giết hắn, miễn sau này ngáng chân ta. Đại sư huynh nói phải. Trịnh Như Long một mặt thụ giáo. Nói một chút, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại bị bọn hắn bắt? Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống bên cạnh đống lửa, ngưng tiếng hỏi. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, con ngươi Trịnh Như Long cũng biến thành ngưng trọng. Mấy canh giờ trước, ta, Chu Linh, Tiếu Lập ba người ngẫu nhiên phát hiện bên trong vùng thung lũng này, lúc chúng ta vừa mới chuẩn bị tiến vào sơn cốc lại bắt gặp bọn Quân Lạc cùng Sử Vô Pháp. Trịnh Như Long hồi ức nói. Ba người tiến vào cổ địa bí cảnh đến nay, một mực rất điệu thấp, tận lực tránh đám người, tốn mười mấy ngày lại trùng hợp phát hiện mảnh sơn cốc này. Chẳng qua là khi bọn hắn chuẩn bị tiến vào cốc lại nhìn thấy 20-30 đạo bóng người. Là học viên chiến hồn học viện. Bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra đám người Quân Lạc cùng Sử Vô Pháp trên thiên bảng. Bởi vì những người này đại bộ phận đều từ huyền cung ra, ba người bản năng ôm một lòng đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu khí tức, tận lực tránh cho bản thân không bị bại lộ. Khả năng cũng là bởi vì đối phương quá sơ ý, mấy thiên bảng cao thủ cùng địa bảng cường giả tụ tập tại cùng một chỗ, coi trời bằng vung, lại không có phát ba người hiện Trịnh Như Long đang ở ngoài trăm thước. Mặc dù cách rất xa, nhưng ba người Trịnh Như Long vẫn lờ mờ nghe được bọn hắn nói chuyện. Nguyên lai trước khi tiến vào cổ địa bí cảnh, Sử Vô Pháp liền cùng Nam Cung Thiên Giật hợp tác. Nam Cung Thiên Giật không biết hứa hẹn với Sử Vô Pháp thứ gì, khiến Sử Vô Pháp không cách nào cự tuyệt. Trịnh Như Long tiếp tục nói. Sử Vô Pháp thân làm Phong Minh Minh Chủ, phía sau có lẽ không có thế lực gì, nhưng Phong Minh thân làm Chiến Hồn Học Viện đệ nhất đồng minh. Thế lực hắn vẫn là không thể khinh thường. Chờ đã, Phong Minh Minh Chủ Sử Vô Pháp tại thiên bảng cũng là bài danh thứ 8, Phong Minh có tài đức gì trở thành đệ nhất thế lực Chiến Hồn Học Viện? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Sử Vô Pháp xác thực chỉ là bài danh thứ 8 thiên bảng, nhưng Sở Khinh Cuồng xếp hàng thứ 2 thiên bảng, Sở Dịch Phong thứ 5 cùng Nhược Lưu Thường thứ 6 đều là người Phong Minh. Trịnh Như Long lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, con người Tiêu Phàm co rụt lại, hắn đối với Phong Minh biết quá ít, không nghĩ tới Sở Khinh Cuồng đều là người Phong Minh.
Đại sư huynh kém chút giết Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường khẳng định ghi hận với ngươi. Sử Vô Pháp mặc dù mặt ngoài không có gì, nhưng đang vụng trộm, lực lượng Sở gia đang ủng hộ hắn, bằng không Sử Vô Pháp cho dù thiên phú kinh người cũng không có khả năng trở thành cường giả hạng 8 thiên bảng. Trịnh Như Long nhìn Tiêu Phàm thật sâu. Hắn cũng cực kỳ bội phục dũng khí Tiêu Phàm, đến Sở Dịch Phong đều kém chút bị Tiêu Phàm giết chết, cũng may cuối cùng là Sở Khinh Cuồng xuất thủ. Thì ra là thế, khó trách Sử Vô Pháp sẽ tính toán với ta. Người này tâm cơ thực sự là đáng sợ, thời điểm nhìn thấy ta rõ ràng muốn cho ta vào chỗ chết, mặt ngoài lại một bộ vân đạm phong khinh. Trong lòng Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, minh bạch nhiều vấn đề. Nếu như nói người sau lưng Sử Vô Pháp là Sở gia, vậy hắn muốn giết mình cũng ngay hợp tình hợp lý. Dù sao, theo người khác, Sở Dịch Phong mặc dù không phải là bị hắn tự tay giết chết, nhưng cũng là bởi vì hắn mà chết. Nam Cung Thiên Giật cùng Sử Vô Pháp hợp tác kỳ thật cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, Sử Vô Pháp nếu như có thể giết chết hắn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như giết không chết hắn, vậy cũng không quan trọng, dù sao cũng có thể cho bản thân trêu chọc đối thủ Sở gia này. Đúng rồi, Đại sư huynh, người nhất định phải cẩn thận Sử Vô Pháp cùng Nam Cung Thiên Giật. Bọn hắn có thể sẽ bố trí hãm hại ngươi, còn có Nam Cung Tiêu Tiêu và Sở Khinh Cuồng. Trịnh Như Long đột nhiên trịnh trọng nói. Ngươi biết gì rồi, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn cũng không phải lo lắng mình và Sở Khinh Cuồng, mà là lo lắng bản tử. Cụ thể ta cũng không được rõ ràng, lúc ấy thanh âm bọn hắn rất nhỏ, chúng ta lại sợ bị phát hiện, cho nên nghe được không được rõ ràng, sớm biết rõ. Trịnh Như Long đắng chát lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên một tia tự trách. Việc này không thể trách ngươi. Tiêu Phàm vỗ bả vai Trịnh Như Long, đổi lại là hắn, thực lực chỉ là chiến vương đỉnh phong cũng không dám xuất đầu. Dù sao đám người Sử Vô Pháp, Quân Lạc là thiên tài cường giả chiến hoàng cảnh trên thiên bảng, cho dù Tiêu Phàm hắn chỉ là chiến vương cảnh cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Đúng rồi, các ngươi làm thế nào tiến vào cổ địa bí cảnh? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Trịnh Như Long nói, cũng không phải hắn xem thường Trịnh Như Long. Dù sao, Trịnh Như Long không phải quý tộc, thiên phú tại chiến hồn học viện lại tính không cao hơn đám người này, làm sao có thể có được 20 mấy cái danh ngạch còn lại. Là đại trưởng lão thay chúng ta làm ra danh ngạch. Trịnh Như Long cười khổ một tiếng. Tiêu Phàm mới minh bạch, mặc dù bản thân xem như học viên linh điện nhưng phần lớn thời gian không ở linh điện, cũng tương đương với linh điện một chỗ đều không có. Đây cũng quá băn khoăn, Hướng Vinh cũng là để mặt mũi cho đám người. Đoán chừng nghĩ rất nhiều biện pháp mới lấy được danh ngạch này, cuối cùng cho Trịnh Như Long bọn hắn 3 cái. Chẳng ai ngờ rằng sự tình có thể như vậy, Tiếu Lập lại chết ở chỗ này. Lúc ấy Sử Vô Pháp rời đi, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Thạch Hàn Kiếm phát hiện, liền giết chết Tiếu Lập tại chỗ. Ta và Chu Linh trốn vào trong cổ lâm, cuối cùng ta ở đây, để Chu Linh chạy trốn, hiện tại xem ra Chu Linh hẳn đã chạy trốn thành công. Trịnh Như Long hít sâu một hơi, có chút ảo não cũng có chút hối hận. Yên tâm, Chu Linh hẳn sẽ không có việc gì, thủ Tiếu Lập ta sẽ thay hắn báo. Tiêu Phàm an ủi Trịnh Như Long nói. Sử Vô Pháp sớm đã là đối tượng tất sát của hắn, chỉ là bây giờ lại nhiều thêm một địch nhân Thạch Hàn Kiếm mà thôi. Nhớ tới Sử Vô Pháp, Tiêu Phàm liền nghĩ đến Quan Tiểu Thất, đột nhiên chậm rãi đứng dậy, một cước giẫm ở trên đầu Quân Lạc. Như trước đó Quân Lạc dẫm ở trên đầu Trịnh Như Long. Trịnh Như Long cảm giác thập phần hả giận, lệ khí trong lòng tựa như trong nháy mắt được phóng thích. Người trước đó nói, huynh đệ của ta đều sẽ chết, nghĩ đến người chắc biết rõ Quan Tiểu Thất bọn hắn đang ở nơi nào. Âm thanh Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Quan Tiểu Thất, Phong Lang cùng Tiểu Kim truy sát Sử Vô Pháp, bây giờ lại không thấy tăm hơi, lấy thực lực 3 người khả năng không lớn xảy ra vấn đề. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho dù biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Quân Lạc cười gằn nói, miệng thở phì phò. Xem ra vừa rồi tra tấn còn chưa đủ, vậy tiếp tục đi. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, tâm thần khẽ động, kim sắc trùng kén lại bắt đầu tiếp tục gặm nuốt. Tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang ở trong rừng. Lúc này chính là ban đêm, là giờ cao điểm hồn thú hoạt động, rất nhiều hồn thú cường đại đang hướng tới gần bọn hắn. Quân Lạc bị Tiêu Phàm phong ấn tu vi, cho dù hắn muốn tự sát cũng đều không thể.
chờ một lát khi những hồn thú đó tới gần, ta tin bọn chúng sẽ đem ngươi gặm ngay cả cặn cũng không còn. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, chân phải lần nữa dùng sức, lạnh giọng quát, nói. Ngươi là ma quỷ, ác ma. Toàn thân Quân Lạc phát run, thanh âm càng ngày càng suy yếu, loại đau nhức này thực sự không phải con người có thể chịu đựng. Trịnh Như Long cũng không khỏi run run, hắn không biết Tiêu Phàm đang tra tấn Quân Lạc như thế nào, nhưng toàn thân Quân Lạc co rút, bộ dáng đau đớn, tuyệt đối không phải làm bộ. Hắn cũng biết một mặt hung ác của Tiêu Phàm, trong lòng âm thầm may mắn bản thân không đối địch với Tiêu Phàm, bằng không làm sao chết đều không biết. Ác ma, ma quỷ. Không sai. Tiêu Phàm căn bản không quan tâm. Có gan giết ta đi. Quân Lạc cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân gào thét ra. Giết ngươi, quá dễ dàng cho ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trong mắt không có bất kỳ sự nhân từ, có chăng chỉ là một loại vô tình. Bây giờ chỉ có trên người Quân Lạc mới có thể tìm hành tung Quan Tiểu Thất, cơ hội này hắn làm sao có thể buông tha, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với huynh đệ mình. Nghe thấy lời nói Tiêu Phàm, Quân Lạc nhe răng trợn mắt, không khỏi lạnh run. Yên tâm, ta có thời gian, ta cũng phải nhìn xem xương cốt ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, lặng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa chờ đợi kết quả hắn muốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.